Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 227. Ngô Bình nheo mắt lại, có thể cảm nhận năng lượng của Hoang Hạch và một chút ít lực cấm kỵ. Hai thứ này có liên quan gì đến nhau? Anh hỏi A Bạch, Hoang với cấm kỵ có liên quan gì vậy? A Bạch, thật ra cấm kỵ là lực lượng ngưng tụ của Hoang để lại. Ngô Bình gật gù, nuốt hết viên Hoang Hạch, cấm kỵ trong cơ thể của anh lập tức di chuyển như có tính người, chia ra mất vạn năng lượng bao vây lấy Hoang Hạch rồi hấp thụ năng lượng trong đó điên cuồng. Những năng lượng này đều là thứ rất bổ, Ngô Bình cảm giác thập trọng cấm bắt đầu viên mãn. Đôi mắt của anh sáng lên, đúng là hàng tốt. Tiếp theo đó, anh bắt đầu dốc toàn bộ sức giết Hoang, trong đó Hoang cấp 1 và cấp 4 khá là nhiều, Hoang cấp 5 không nhiều lắm, cấp 6, cấp 7 thì càng khó tìm hơn. Những ngày sau đó, Ngô Bình lại giết 5 con Hoang cấp 4 và liên tục hấp thụ Hoang Hạch. Sau khi anh hấp thụ hết Hoang Hạch thứ 6, thập trọng cấm của anh cũng đã viên mãn. Lúc này, anh ngồi xếp bằng giữa không trung, cấm kỵ trong cơ thể bắt đầu đột phá lên thập nhất trọng cấm. Sau mấy canh giờ, anh cảm giác thập trọng cấm trong cơ thể của mình rung lên, sinh ra thập nhất trọng cấm. Ngay lập tức khí tức quanh cơ thể của anh cũng thay đổi, càng mạnh mẽ hơn. Nhưng vào lúc này, anh lại cảm thấy một chút nguy hiểm. Một sinh vật hình người đang bay từ thiên thể đằng xa đến đây với tốc độ cực kỳ nhanh, nhắm thẳng vào anh. Rầm. Hai người tách ra, Ngô Bình rơi xuống đất, còn sinh vật hình người kia vẫn lơ lửng trên không trung dùng ánh nhìn lạnh lùng quan sát anh. Quanh cơ thể của con quái vật này có một lớp vảy màu đen, đầu giống hình con sói, nó chắc là Hoang cấp 5 rồi. Một chiêu tấn công vừa rồi đã giúp Ngô Bình cảm nhận được sức mạnh của đối phương, con Hoang này tối thiểu cũng bằng 1/3 lực chiến với mình. Và lại, thể chất của nó mạnh mẽ khác lạ, không thể nào thua anh được. Ngô Bình nhìn chăm chú vào con Hoang đó, cảm nhận chỉ có lực cấm kỵ mới chém giết được nó. Nên anh sử dụng lực cấm kỵ, thập nhị trọng cấm trưởng về phía Hoang cấp 5 kia. Thoát cái, không gian trở nơi hỗn loạn, thời gian cũng thay đổi lạ thường. Con Hoang cấp 5 kia không thể cử động, nó mất đi ý thức với cả cơ thể đều cứng ngắc. Tác dụng này chính là cấm kỵ thuật hình thành từ lực cấm kỵ của Ngô Bình, tên là định thân thuật. Do Hoang cấp 5 quá mạnh, nên tác dụng của định thân thuật cũng rất ngắn, chỉ được 1/5 giây. Nhưng nhiều đó đã đủ thời gian cho Ngô Bình, anh nắm chặt bạch hổ tiên kiếm nhào đến chém nó. Đầu của con Hoang cấp 5 rơi xuống đất, đã bị Ngô Bình xé ra lấy được một viên Hoang hạch màu lam bên trong. Anh không do dự mà nuốt luôn viên Hoang hạch đó vào. Cấm kỵ thập nhất trọng cấm của nhân tộc tiếp tục hấp thu năng lượng của Hoang hạch rồi nhanh chóng phát triển. Năng lượng Hoang cấp 5 rất mạnh, anh vừa nuốt viên Hoang hạch không lâu. Thập nhất trọng cấm đã nhanh chóng phát triển, khí tức quanh cơ thể anh ngày càng bốc lên dày đặc. Sau khi anh hấp thụ xong năng lượng Hoang hạch, cơ thể nhanh chóng chạy đến thiên thể Hoang cấp 5. Thiên thể này đã trở thành vùng đất hoang, trong cơ thể của những cái hố cực lớn có lơ lửng một viên tinh thể khổng lồ. Bên trong tinh thể là một nửa tử tóc hồng bị phong ấn, gương mặt rất xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, kết hợp một chiến y màu bạch và cầm trường kiếm. Ngô Bình vừa thấy cô gái này cũng biết cô là tu sĩ nhân tộc đã bị phong ấn, thực lực của cô khá mạnh. Đáng tiếc, đánh không lại Hoang cấp 5, thực lực của Hoang cấp 5 đã gần giống như cấp đại thánh rồi. Anh chạm nhẹ lên tinh thể. Chẳng tốn bao nhiêu sức thì tinh thể đã vỡ vụn. Cô gái bên trong từ từ rơi xuống đất và mở mắt. Đầu tiên, cô vẫn còn mê mang một lúc sau khi nhìn kỹ Ngô Bình mới hỏi, người đã cứu ta sao? Ngô Bình vừa thấy cô gái này, trái tim lại nhảy lệch một nhịp vì cô là giống hệt với người đẹp trong quyển sách tranh. Anh gật đầu, ta tên Lý Huyền Bình, mới đến cửa thứ 10 không lâu. Cô nương tên là gì, đến từ thời đại nào? Cô gái, ta tên Diệp Nhu. Sống ở Chiến Thiên Thánh Hoàng năm 79. Ngô Bình sợ hãi lắp bắp, Chiến Thiên Thánh Hoàng, là thời đài dài hơn vạn năm đó. Diệp Nhu buồn bã nói, trên vạn năm sao, Chiến Thiên Thánh Hoàng vẫn tồn tại chứ? Ngô Bình lắc đầu, nhân tộc đã thiếu Thánh Hoàng hơn một vạn năm rồi, nhưng đoạn thời gian trước đây Tử Thanh Thánh Hoàng đột ngột hiện thế. Diệp Nhu cúi thật thấp nói với Ngô Bình, đa tạ ngươi đã cứu ta, còn Hoàng cấp 5 ở đây bị ngươi giết à? Ngô Bình, nó bị ta giết rồi. Diệp Nhu thở dài nhẹ nhõm nói, đa tạ đại ân cứu mạng của ngươi, Diệp Nhu không có gì báo đáp. Từ nay về sau, Diệp Nhu tình nguyện bên cạnh công tử phụng dưỡng ngài. Ngô Bình cười nói, không cần như thế. Trong thế giới to lớn này, mà ta gặp được ngươi xem như là duyên phận. Lát nữa ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó ta sẽ để người rời đi không bất cứ điều kiện rồi. Sau đó,
Anh hỏi A Bạch, Diệp Nhu hoàn thành nhiệm vụ là có thể rời khỏi đây chứ? A Bạch, cô ta đã thất bại, nên không có tư cách hoàn thành tiếp nhiệm vụ. Nhưng, ta có thể tống cô ta rời đi ngay lúc này. Ngô Bình cũng nói cho Diệp Nhu nghe, cô chỉ thở dài thường thượt nói, thưa công tử, ta tạm rời đi trước. Ngô Bình, được rồi, lâu như thế ngươi đã không về, sau khi ra khỏi đây chắc không có nơi ở. Sau khi ngươi ra khỏi đây, hãy đến Đông Đô đợi ta. Diệp Nhu ôm quyền, lập tức được A Bạch đẩy khỏi đường chúa tể. Từ đó, Ngô Bình lại nhờ khí tức hấp dẫn hoang xuất hiện rồi chém giết hai hoang cấp 5, hấp thụ ba hoang hạch cấp 5. Thập nhất trọng cấm của anh đã hoàn thành 7 phần. Khí tức của anh tăng lên, khả năng thu hút hoang đến ngày một nhiều hơn. Cuối cùng, một con hoang cấp 6 đã xuất hiện. Con hoang cấp 6 này có hình con khỉ đột khổng lồ, nó ngửa mặt lên trời thét dài rồi đánh Ngô Bình. Nếu Ngô Bình không luyện hóa những hoang hạch kia, chắc phải tốn rất nhiều công sức để giết chết con hoang này. Nhưng hiện tại thực lực của anh đã tăng lên rất nhiều, lập tức sử dụng định thân thuật như lúc trước. Hoang cấp 6 mạnh hơn những con trước đây anh gặp, định thân thuật cũng chỉ giữ được nó 1 phần 20 giây. Nhưng nhiều đó đã đủ rồi, thoát cái kiếm của Ngô Bình đã chém rớt đầu của nó. Hoang hạch cấp sau là màu đỏ, khí tức vừa mạnh vừa tinh khiết. Ngô Bình hấp thu hoang hạch, khí tức quanh thân lập tức phình trướng, thập nhất trọng cấp cũng đạt đến viên mãn. Răng rắc, Ngô Bình cảm giác gông xiềng tận sâu bên trong linh hồn mình đã bị cắt đứt, một lực hồng hoang được thả ra ngoài. Ngay sau đó, cấm kỵ của anh thử hình thành thập nhị trọng cấm. Thập nhị trọng cấm là một cánh cửa, khi nó viên mãn chính là chí cao cấm kỵ. Nhưng lực lượng của Ngô Bình hiện tại có hạn, tạm thời không thể nào hình thành chí cao cấm kỵ được. Đúng lúc này, Thiên Mệnh Tháp và Cửu Liên Đài đồng thời rung lên, có hai bảo vật vô thượng cấm kỵ phóng ra một đống khí tức vô thượng đánh vào trong cấm kỵ của anh. Ầm ầm, thoát cái, thập nhị trọng cấm đã hình thành. Vẻ ngoài cơ thể của Ngô Bình xuất hiện vô số ký hiệu cấm kỵ, cả người phát sáng lên. Nhưng mà khí tức vừa mạnh vừa hung dữ như thế, cuối cùng đã hấp dẫn được hoang cấp 7 đến. Trong nơi sâu nhất của vũ trụ, có một con mắt đen thui mở ra, nó nhìn lướt qua Ngô Bình rồi duỗi một móng vuốt đen ra chộp lấy anh. Khoảng cách giữa hai người cách nhau đến một vạn ước dặm, nhưng móng vuốt kia đã chớp nhoáng đến sát cơ thể anh rồi hóa thành một ngọn núi đập đến. Ngô Bình duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng ấn. Móng vuốt kia lập tức mở ảo, sau đó một nguồn lực phong ấn đi theo móng vuốt đến cơ thể của con hoang cấp 7 kia. Con hoang cấp 7 này còn mạnh ngang ngửa với bán chúa tể, nhưng lại bị trúng một ngón tay của Ngô Bình lập tức cơ thể run lên, gương mặt khổng lồ đen kịt lập tức xuất hiện sợ hãi. Động sát. Sau đó Ngô Bình lại đưa một ngón tay ra, một luồng cấm kỵ đầy sát khí kết hợp với thủ đoạn kiếm đạo bay ra. Một ngón tay này đã dùng sát chiêu vô thương trong kiếm đạo vương tọa, nên sát thương rất đáng sợ. Phụt, con hoang cấp 7 khổng lồ ở đó một vạn ức dặm đã bị ánh sáng xuyên thủng đầu, vẻ hoảng sợ vẫn còn đọng lại trên mặt. Ngô Bình giẫm một bước bay đến, không gian trước mắt lập tức co lại. Anh lập tức xuất hiện ngay trước mặt của con hoang cấp 7 kia, đánh một tay xuống, viên hoang hạch cấp 7 lập tức xuất hiện trước mắt anh. Anh lập tức nuốt viên hoang hạch đó, rồi ngồi tại chỗ luyện hóa nó. Sau khi tiêu thụ hoang hạch cấp 7, khí tức của anh cũng đã mạnh mẽ hơn. Anh có thể cảm nhận được bản thân đã gần bước đến trước cửa đại thánh cảnh. Đại thánh và thánh nhân cách nhau một khoảng rất xa, mỗi 800 thánh nhân mới có thể sinh ra một vị đại thánh nên đại thánh rất hiếm và khó đạt được. Lúc này Ngô Bình lại thoải mái liền một mạch, lên đại thánh cảnh. Sau đó, đại thánh kiếp xuất hiện, không trung xuất hiện sấm chớp, những tia sét này đều đánh xuống cơ thể của anh. Theo lôi kiếp, lại có càng nhiều hoang cấp 6 và cấp 7 xuất hiện. Ngô Bình vừa độ kiếp, vừa chém giết hoang. Đến khi đại thánh kiếp biến mất, anh cũng đã giết được 12 con hoang cấp 6, 3 con hoang cấp 7. A Bạch, công tử đã hoàn thành cửa ải này, ngài có thể rời đi rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình, người có thể nói cho ta biết vị trí những thiên tài nhân tộc bị phong ấn ở đâu không? A Bạch, công tử đã vượt qua ải, nên đương nhiên việc này có thể. Nhờ đó Ngô Bình nhanh chóng tìm ra 4 tu sĩ nhân tộc khác. Giải cứu từng người. 4 người này đều là nam tu, họ biết Ngô Bình đã giết hoang cấp 7 đáy lòng lập tức run sợ và kính nể, nên đều tỏ ý muốn làm tùy tùng của Ngô Bình. Ngô Bình nói A Bạch đưa anh với mấy người họ thoát ra ngoài cùng nhau. Anh cũng không muốn tiếp tục đến cửa ải thứ 11, vì dù sao anh cũng thăng cấp lên đại thánh, thập nhị trọng cấm cũng chưa viên mãn, anh cần thời gian để tiêu hóa và hấp thụ nguồn năng lượng trước đã.
Trở lại vương phủ ở Đông Đô, anh tìm được Diệp Nhu rồi tu tập cả năm thiên tài bị phong ấn ở cửa thứ 10 lại. Năm người này đều có cơ hội trở thành chúa tể, thậm chí là thánh hoàng. Hiện tại xung quanh Đông Đô của anh, lại có quá nhiều dị tộc mạnh, nên anh cần vài người giúp đỡ. Bốn người nam tu kia, gọi tên theo thứ tự là Bách Lý Nô, Nam Cung Tuyệt, Vệ Hằng và Lý Huyền Cảm. Vóc người của Bách Lý Nô rất cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt rỗ như dâu ria, mũi thịt mắt hung, đại thánh hậu kỳ và chuyên về cận chiến, thế chất cũng mạnh khủng khiếp. Nam Cung Tuyệt lại có dáng thon dài, khuôn mặt tuấn tú có vài phần giống nữ giới, thích mặc các bộ có màu bạc tím, tóc xóa, cũng là đại thánh hậu kỳ, chuyện về trận pháp. Vệ Hằng trông như là người rất chất phác, khuôn mặt luôn giữ nụ cười tươi, ăn mặc cũng rất giản dị nhưng tu vi cũng là người cao nhất trong bốn người này, hắn ta chỉ còn thiếu nửa bước nữa đã vào thánh vương cảnh. Hắn ta mạnh nhất về võ đạo, kiếm pháp, quyền pháp, có thể nói người này là chỉ có một không hai trong các thế hệ cùng thời năm đó. Lý Huyền Cảm có chiến thiên thánh, hoàng huyết mạch là một người có tư chất tốt nhất trong bốn người. Năm đó, hắn ta bước vào đường chúa tể là muốn lấy lại vinh quang về cho tổ tiên, vóc dáng vừa cao lớn vừa tuấn tú, khí chất cao quý, đầy tính lẫm liệt, thích mặc chiến bào màu vàng. Bốn người với Diệp Nhu rất bội phục Ngô Bình, đồng ý làm tùng tùng của anh. Vì họ biết rằng, tương lai Ngô Bình sẽ trở thành một đại thánh hoàng. Dù sao, anh là người đã hoàn thành được cửa thứ 10 rồi. Thật ra mấy người này không quen Ngô Bình, anh quyết định dành chút thời gian để mọi người làm quen và hiểu biết họ cũng như họ hiểu mình hơn. Anh cử người mở tiệc chào đón, sáu người ngồi xuống vừa uống rượu vừa tâm sự. Sau vài bầu rượu, cuộc nói chuyện của họ cũng trở nên thân thiện hơn. Ngô Bình nhìn Vệ Hằng rồi cười nói, chắc ngươi có thể thăng cấp lên thánh vương cảnh đúng không Vệ Hằng? Vệ Hằng cười nói, đúng thế, nhưng ta còn thiếu chút động lực thưa công tử. Ngô Bình lấy ra một viên hoang hạch cấp 6 đưa cho hắn ta, rồi nói, ngươi nuốt nó vào, rồi dốc lực luyện hóa. Ngươi có được lực lượng của hoang hạch, chắc chắn có thể đột phá rồi. Vệ Hằng mừng rỡ, nhận hoang hạch bằng hai tay rồi nói, ta sẽ dùng ngay. Vệ Hằng vừa nuốt viên hoang hạch lập tức chạy ra ngoài luyện hóa, những người còn lại tiếp tục uống rượu. Lý Huyền Cảm nói, thưa công tử, chúng ta đã bị phong ấn đến hơn mấy ngàn vạn năm. Cũng may, có thánh hoàng trấn giữ, lại có một thiên tài như công tử, nhân tộc có hy vọng phục hưng rồi. Ngô Bình, ta cũng cố gắng tiến lên. Phải rồi, các ngươi có biết gì về cửa thứ 11 không? Lý Huyền Cảm trả lời, không có người nào bước vào cửa thứ 11, mà có vào rồi cũng chẳng thấy ai ra. Vậy nên chúng ta cũng không biết gì cả, nhưng trong chiến thiên thánh hoàng có ghi lại, nó nhắc đến cửa thứ 11 đấy. Thánh hoàng nói, trong cửa thứ 11 giữ lại tất cả đạo dẫn của mọi người tộc thiên đạo. Ngô Bình biết thánh cổ đại lục thánh hiền môn tổng cộng có 24 loại thiên đạo, những loại này chính là nền tảng cho nhân tộc làm chỗ dựa ở thánh cổ đại lục. Giống như bia công đức trên cơ thể Ngô Bình, cũng tồn tại nhờ tiếp xúc với 24 thiên đạo mà sinh ra. Thật ra mỗi một thánh hoàng cũng có thể đến thiên đạo gia trì của nhân tộc, nhờ đó có thể chèn ép thực lực của dị tộc. Lý Huyền Cảm tiếp tục nói, nếu như có thể tìm được sự đồng ý của 24 thiên đạo đó, tương lai ngài có thể dễ dàng bước vào thánh hoàng đệ tứ cảnh rồi. Ngô Bình, có nghĩa là, ta không cần vội vàng vào cửa thứ 11 làm gì, đợi khi ta thành chúa tể rồi tiếp tục tu luyện thăng cấp cũng không muộn. Lý Huyền Cảm giật đầu, nếu không hạn chế về tu vi, thì cứ để một thời gian nữa. Tỷ lệ thành công của công tử rất cao đấy. Họ nói chuyện với ngày ngày một lâu và nhập tâm hơn, đột nhiên có một luồng áp lực mạnh mẽ từ ngoài truyền đến, sau đó kiếp vân bắt đầu kéo đến phủ kín cả bầu trời. Họ biết Vệ Hằng sắp đột phá đến thánh vương cảnh rồi. Thánh vương kiếp đầy nguy hiểm, khó khăn gấp mấy lần với đại thánh kiếp, nhưng tư chất Vệ Hằng đã hơn người cuối cùng vẫn thoải mái vượt qua. Sau một phút, Vệ Hằng quay về bàn rượu với thánh uy quanh cơ thể, hắn ta thi lễ với Ngô Bình nói. Thưa công tử, ta đã đột phá rồi. Ngô Bình cười nói, hay quá, chúng ta cùng mời ngươi một ly. Khí hậu và hình ảnh của Đông Đô đã làm cho Thánh Hoàng và dị tộc xung quanh để ý đến. Rất nhiều dị tộc cử cao thủ đến điều tra, nhưng không dám đến quá gần. Ngô Bình vừa đột phá lên đại thánh cảnh, cần thời gian để nắm vững. Nên sau khi anh gặp Tử Thanh, đã quay về Đông Đô ngay để tu luyện. Anh đột phá lên đại thánh cảnh, thực lực cũng đạt đến hỗn độn cảnh. Nên tu vi đạo cảnh cũng đột phá gấp mấy lần trước đó. Chưa đầy vài ngày, anh đã đạt viên mãn đạo lục cảnh, còn luyện chế ra hơn 10 đạo lục, sức mạnh của đạo anh cũng tăng đột biến. Khi anh đang tu luyện đạo lục, cũng luyện hóa hoang hạch cấp 7,
tiếp tục viên mãn thập nhị trọng cấm. Đợi khi anh hấp thu tất cả hoang hạch cấp 7, thập nhị trọng cấm vẫn không thể viên mãn hay dục dịch gì cả, giống như cách một lớp cửa sổ. Anh quyết định sau một đoạn thời gian nữa, sẽ đi gặp mèo đen, chắc hắn ta biết cách đột phá ra sao. Sau một tháng, Ngô Bình viên mãn đạo lục, bước vào đạo cảnh tầng 6 hóa thân cảnh. Thật ra anh đã chế tạo hóa thân từ lâu rồi, nhưng hóa thân cảnh có thể giúp hóa thân của anh xuất sắc hơn người, vạn vật đều có thể luyện thành hóa thân của anh, nhờ đó cảnh giới này giúp thực lực anh tăng lên một khoảng rất lớn. Lúc quan trọng, hóa thân của anh có thể giết địch và bảo vệ tính mạng, thậm chí thay anh chống lại thiên kiếp. Ngô Bình bước vào hóa thân cảnh, nhưng lại có gì đó không thích hợp để luyện thành hóa thân. Ban đầu, anh tính dùng đan tôn đan tinh luyện hóa thân. Nhưng sau này anh đã đưa cho Tử Thanh dùng để giúp cô ấy thăng cấp lên Thánh Hoàng nhị cảnh. Không biết có thể dùng cấm kỵ luyện thành hóa thân không nhỉ? Anh tự hỏi. Nghĩ đến đây, anh đã ngồi không yên nên lập tức đi tìm mèo đen. Thiên giới, đại diễn giáo, không gian cấm nguyên. Lúc Ngô Bình đang đi vào đại diễn giáo, lại phát hiện nơi này đã biến thành phế tích từ lâu. Đại diễn giáo không phải đối thủ của dị tộc, nên đã bị đuổi đi nơi xa. Nhưng dị tộc cũng không dám tiến vào không gian cấm nguyên, dù sao trong đó có mèo đen và cấm kỵ mạnh mẽ bảo vệ. Ngô Bình vào không gian cấm nguyên, lập tức cảm nhận được mèo đen. Hắn ta di ra từ trong một vùng sương mù, lập tức ngạc nhiên mở to mắt thốt lên, công tử đã ngưng tụ thập nhị trọng cấm rồi sao? Ngô Bình, ta chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nhưng mà không cách nào viên mãn được. Mèo đen cảm thán nói, công tử đúng là kỳ tài có 102 trong giới vô thượng. Vô thượng cấm kỵ chưa bao giờ có nhân tộc nào tự thăng cấp được, chỉ có Thánh Hoàng với Thiên Đế của nhân tộc đã luyện hóa cấm kỵ cao nhất mới làm được thôi. Nhưng luyện hóa chí cao cấm kỵ họ luyện kia, không thể nào so sánh được với chí cao cấm kỵ mà công tử đã tu luyện. Ngô Bình, ta đến tìm ngươi cũng muốn biết làm sao để viên mãn được chí cao cấm kỵ. Mèo đen đáp, nó được gọi là chí cao cấp kỵ vì nó có năng lực mạnh mẽ về tiến hóa vô hạn. Một chí cao cấm kỵ mới có lẽ, không phải là đối thủ với Thánh Hoàng. Nhưng chỉ cần cho nó thời gian đủ, chí cao cấm kỵ có thể giết Thánh Hoàng ngay lập tức. Bởi vậy, công tử muốn đột phá cũng sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Ngô Bình, người khuyên ta đúng, ta phải làm sao để viên mãn được thập nhị trọng cấm đây? Mèo đen, hiện tại, trong cấm nguyên đang nuôi dưỡng năng lực chí cao cấm kỵ. Nếu chủ nhân có thể luyện hóa cấm nguyên, có lẽ, có thể tìm ra cửa đột phá. Trước đó, lần đầu tiên Ngô Bình hấp thụ số lượng cấm nguyên rất lớn, giúp cho cấm kỵ đạt đến cửu trọng cấm. Nhưng vì cấm kỵ không mạnh, nên anh không có cách nào hấp thụ thêm nhiều cấm nguyên hơn nữa. Hiện tại, anh đã đạt đến thập nhị trọng cấm, hấp thu cũng gần như tăng lên đến mức không bị hạn chế. Lúc này, anh há miệng lớn, lực lượng cấm nguyên xung quanh lập tức lao ảo ạt đến. Thậm chí chúng còn tạo thành một dòng nước xoáy bằng lực lượng khổng lồ. Số lượng lớn cấm nguyên cứ ảo ạt chui vào cơ thể, thần môn thứ hai của Ngô Bình tiếp tục mở ra. Cửa này của cấm kỵ, xung quanh nó là luồng ánh sáng đen kịt, nó đã mở ra được 1/3, lực lượng cấm kỵ linh khí từ trong đó lại đổ ra như suối. Ầm ầm, cửa mới mở một nửa. Anh tiếp tục hấp thụ, cửa cấm kỵ tiếp tục mở ra 2/3, đến 3/4, đến 4/5. Càng mở rộng càng khó khăn hơn. Nhưng cấm kỵ linh khí từ trong cửa cấm kỵ tuôn ra cũng càng nhiều hơn, Ngô Bình có thể nhìn thấy ở đằng sau cửa cấm kỵ có cấm kỵ duy độ mang một năng lượng cấm kỵ vô cùng nồng đậm. Thậm chí, chúng kết thành chim bay cá nhảy, các loại thực vật và đều là món bổ dưỡng nhất cho cấm kỵ của Ngô Bình. Cửa cấm kỵ càng mở càng lớn, 6/5, 7/6, 9/10. Ngay lúc cửa sắp mở hết, Ngô Bình đột ngột cảm nhận được có một nguồn khí khủng khiếp ập đến. Anh thấy sắp có tai kiếp lớn đổ xuống, mà tai kiếp lớn này lại đe dọa đến mạng sống của anh. Người thường gặp phải cửa ải này, lập tức lùi bước, nhưng Ngô Bình biết nếu anh không thể đối diện với nguy hiểm này thì cửa cấm kỵ sẽ lại đóng tiếp, thậm chí nếu sau này anh muốn mở thì nó càng khó khăn hơn. Thành hay bại thì quyết định vào lúc này đi. Anh gào lên, khí tức quanh cơ thể lập tức bắn ra thả ra toàn bộ thập nhị trọng cấm. Ngay lập tức, mèo đen cũng sợ hãi đến mức run cầm cập. Bởi nó có thể cảm nhận được một nguồn áp lực lớn khủng khiếp. Tất cả không gian của cấm nguyên đều bị cấm kỵ xâm chiếm, những người yếu hơn đều bị uy lực này đè đến mức rạp xuống đất không đứng dậy nổi, họ cung kính bái lạy Ngô Bình. Một luồng ánh sáng màu tím đầy sát khí, đột ngột xuất hiện đánh vào cơ thể Ngô Bình. Một nhát đánh này khiến cơ thể Ngô Bình bong ra chóc thịt, xương cốt nứt gân, máu tươi bắn ra đầm đìa. Anh gào lên một tiếng đau đớn, rồi dốc toàn lực lượng chữa trị vết thương.
Pháp thân cửu chuyển và cửu biến kết hợp với những thu hoạch từ cửa thứ 10 đã giúp thể chất, thần hồn của anh vượt xa từ lâu. Nên anh chỉ bị thương, chứ căn cơ vẫn rất vững vàng. Cửu liên đài và thiên mệnh thấp cùng bị kích thích mà run lên, phóng ra cấm kỵ lực tinh khiết giúp anh khôi phục. Cấm kỵ của anh cũng bắn ra sợi tơ, chữa trị nơi thiếu hụt của cơ thể. Xương trong cơ thể lại phát trở, rồi nhanh chóng bao trùm lấy một lớp vải tinh xảo. Những cái vải này do cấm kỵ lực ngưng tụ mà thành, nó có được sức phòng ngự kinh người. Răng rắc, hai đường màu đỏ đầy sát khí đánh xuống như tia chớp, Ngô Bình lại bị đánh chóc ra chảy thịt lần nữa, hơn một nửa da đầu bị đánh bay, cả khối da trên lưng cũng chóc ra, cơ nhục tiêm duy độ đều vỡ vụn để lộ ra trái tim và phổi đang co rút. Cấm kỵ lực lại chữa trị, nhưng không thể cản được sát khí đánh xuống. Lần này, cơ thể anh vẫn chưa thể phục hồi lại như trước, thì có ba đường màu vàng sát khí đánh xuống. Răng rắc. Lần này, đường sát khí này tăng uy lực lên gấp mấy lần, Ngô Bình bị chém thành hai khúc, máu từ đầu chảy ra đầm đìa, nửa người trên bay xa hơn 10 mét, nửa người dưới cũng máu thịt lẫn lộn. Lúc này trong không trung có một dòng nước xoáy màu đỏ tím xuất hiện, giống như nó được tụ lại từ sức mạnh nào đó kinh khủng hơn. Cơ thể mèo đen run rẩy, nó cắn nửa người trên của Ngô Bình, kéo đến gần nửa cơ thể dưới, nói bằng chất giọng run rẩy, công tử cố gắng lên. Đừng bỏ cuộc, đây là cơ hội tốt nhất để đạt viên mãn thập nhị trọng cấm. Da mặt của Ngô Bình đã chóc hết, máu tươi cứ chảy ra từng vũng. Anh ho khan, rồi phun ra một mảnh nội tạng nhỏ, sau đó dốc toàn lực sử dụng cấm kỵ lực, chữa trị cho cơ thể đang bị thương nghiêm trọng. Căn cơ của anh rất thâm hậu, tuy bị thương nghiêm trọng nhưng tốc độ chữa trị cũng thật nhanh. Hai nửa cơ thể nhanh chóng hợp lại, rồi phát triển. Cùng lúc đó, anh tiếp tục hấp thụ cấm nguyên mạnh mẽ, các kỵ môn cũng đã mở ra hoàn toàn. Ầm ầm, linh khí cấm kỵ vô tận và dồi dào tuôn ra, bị hấp thụ xong cũng kết hợp với cấm nguyên của anh, giúp thập nhị trọng cấm xảy ra thay rồi. Sau 10 phần nghìn cái chớp mắt, lớp giấy cánh cửa kia bị xuyên thủng. Cấm kỵ thập nhị trọng cấm đã viên mãn, Ngô Bình lập tức có được khí tức mạnh nhất. Nhưng lúc này, trong dòng xoáy nước kia xuất hiện một thiên đao màu đỏ tím, dẫn theo sát khí lẫm liệt chém Ngô Bình. Ngô Bình đứng dậy, vết thương trên cơ thể lập tức khôi phục, anh ngẩng đầu nhìn trời, trưởng ra thiên đao sát khí ngút trời kia lập tức dừng ngay tại không trung rồi thu nhỏ lại, hóa thành một bóng đao rồi bay vào lòng bàn tay của anh. Tuyệt, diệt đao thiên đao mà phối hợp với tiên kim, có thể chết tạo ra một lưỡi dao sắc bén rồi. Anh lẩm bẩm. Lúc này, anh nâng tay nhấc chân đều có khí tượng cường giả vô thương. Tuy vẫn chưa đạt đến trình độ thánh hoàng, thì cũng không kém bao nhiêu. Sau đó, anh há miệng hít một hơi, cấm nguyên trong cấm nguyên địa đã bị anh hút hết rồi, ngay cả linh dược cấm kỵ và cấm kỵ cũng bị anh hút và luyện hóa. Chỉ chưa đầy một phút, trừ Ngô Bình và mèo đen thì khu vực cấm nguyên đã rỗng tuếch. Ngô Bình ăn đã thèm mới nói, no rồi. Mèo đen, bây giờ, công tử đã có được cấm kỵ chí cao rồi, đương nhiên địa vị cũng không thua đạo tôn hay thánh hoàng. Nhưng thực lực cần phải tăng thêm. Ngô Bình gật đầu, từ từ sẽ tăng thôi. Ta muốn tùy luyện ra hai hóa thân, mèo đen có đề nghị gì không? Mèo đen, vì sao công tử không luyện hóa cửu liên đài và thiên mệnh tháp? Hai món này đều là bảo vật do cấm kỵ chí cao biến thành mà. Ngô Bình cũng hiểu nên nói, ừ, ta cũng nghĩ đến chuyện này. Dứt lời, anh lập tức ép lấy ra cửu liên đài. Sau đó cửa cấm kỵ của anh bắn ra một đường linh khí ma sát qua cấm kỵ của anh hóa thành cấm kỵ hỏa. Cấm kỵ hỏa thiêu đốt khiến cửu liên đài hòa tan, hóa thành một dịch chất trắng trong suốt, sau đó ngưng tụ thành hình người. Người đàn ông này có dáng vẻ giống Ngô Bình chín phần, nhưng có chút khác. Cơ thể người này cao 1m9, cân đối, cánh tay dài eo thon, gương mặt thì oai nghiêm, mặc một bộ áo choàng có hoa văn hoa săn, ấn đường có một ấn ký hoa sen màu xanh, nhẹ nhàng phong độ, gương mặt lại mang nụ cười mỉm. Người này chính là do Ngô Bình luyện hóa cửu liên đài. Anh đã có được hóa thân đầu tiên, hóa thân cửu liên. Anh lấy thất tinh long uyên kiếm ra đưa tay biến nhu thủy kiếm thành kiếm trận đánh vào khiến kiếm này lập tức hóa thành vô thượng bảo kiếm, mang lực sát thương đáng ngạc nhiên. Thất tinh long uyên kiếm biến thành thất tinh nhu thủy kiếm, anh giao kiếm cho hóa thân cửu liên nói, kiếm này sẽ thuộc về ngươi. Từ nay về sau, ngươi tên là Lý Cửu Liên. Lý Cửu Liên cười nói, vâng thưa chủ nhân. Ngay sau đó, Ngô Bình lại lấy thiên mệnh tháp ra, cũng luyện hóa như trước. Hóa thân thiên mệnh cũng giống anh chín phần, mặc bộ đồ đỏ, ấn đường có ấn ký tháp màu vàng. Ngô Bình lấy diệt thế thiên đao ảnh dung nhập bạch hổ tiên kiếm, chế tạo thành bạch hổ thiên kiếm giao cho hóa thân thiên mệnh. Từ giờ trở đi,
Tên của ngươi là Lý Mệnh Thiên, kiếm này cho ngươi. Vâng thưa chủ nhân, Lý Thiên Mệnh nhận thiên kiếm bằng hai tay. Quá trình luyện hóa trông ngắn ngủi, nhưng thật ra tốn đến nửa tháng trời. Khi Ngô Bình với Mèo Đen ra khỏi không gian cấm nguyên, đúng lúc có mấy vạn đại quân dị tộc đi ngang qua. Dị tộc cầm đầu chỉ ngón tay vào Ngô Bình, nói, bắt nó. Ngô Bình chả thèm nhìn, ôm Mèo Đen bay lên không trung. Lúc này, một bóng dáng màu hồng rơi xuống, người này là Lý Mệnh Thiên. Nó cầm Bạch Hổ Thiên Kiếm nhẹ nhàng chém qua một đường, một nhát đã quét sạch toàn trường, mấy vạn dị tộc đều hóa thành tro. Lý Mệnh Thiên vô cảm, thu Bạch Hổ Kiếm lại rồi lại biến mất ngay tại chỗ. Ngô Bình đi vào một tòa nhà của Nguyên Thủy Sơn, bốn cô vợ nhận được tin đều đến. Ngô Bình ở nhà với vài thê tử mới vài ngày, nhưng mỗi ngày cũng chẳng thể rãnh được. Vào một ngày nọ, khi Ngô Bình đang truyền thụ cho Lý Thuần Như kiếm pháp, Giang Sơ Nhan vội vàng chạy đến. Hôm nay cô về Giang Tông một chuyến, mới quay về. Chuyện gì vội vàng vậy Sơ Nhan? Anh hỏi. Giang Sơ Nhan thấy Ngô Bình, gần từng chữ nói, Hoàng Đồ xuất hiện rồi Huyền Bình. Ngô Bình giật mình, thế gian này có 108 vương tọa, 8 đại Hoàng Đồ. Nhưng Hoàng Đồ rất bí ẩn, chưa bao giờ được người khác luyện hóa qua, không ngờ bây giờ lại xuất hiện công khai như thế. Anh hỏi, em biết tin này ở đâu? Nguồn tin không có gì để nghi ngờ. Thiên nhãn tộc tại cực Tây Địa ở thiên giới đã phát hiện một vực sâu của vô tận thâm uyên có khí tức khủng khiếp bốc lên. Thiên nhãn tộc nhờ thiên nhãn đã thấy được một bức hoàng đồ đang bị trấn giữ ở trong vực sâu đó. Ngô Bình, tin tức này đã truyền đi, chắc hẳn tất cả thế lực đều biết rồi, kể cả dị tộc và sinh linh hỗn độn. Những kẻ này không dễ trêu chọc, dù hoàng đồ thật cũng khó cướp lấy tay. Lý Thuần Như cười nói, dù sao cũng là chuyện tốt. Chủ của hoàng đồ cũng xuất hiện, chứng minh cơ duyên đã đến. Huyền Bình phải đi thử một lần, nếu có thể lấy được hoàng đồ thì từ nay về sau đời sau của chúng ta là hoàng tộc rồi. Ngô Bình gật đầu, đương nhiên, anh muốn đi, không biết sư tôn bên kia tính toán sao thôi. Vừa nghĩ đến đây, giọng của Nguyên Thủy Đạo Tôn lập tức truyền từ không trung đến, Huyền Bình nhanh đến chỗ của vi sư. Ngô Bình không nói hai lời, lập tức biến mất, sau một giây. Anh xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Cung, vài vị đệ tử của Nguyên Thủy Đạo Tôn cũng đều ở đây. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt rất căng thẳng. Vẻ mặt của Nguyên Thủy Đạo Tôn giữ một nét nghiêm túc chưa từng thấy, nói, Huyền Bình đã biết chuyện Hoàng Đồ xuất hiện chưa? Ngô Bình gật đầu, còn vừa nghe nói xong, vậy chúng ta sẽ hành động chứ Sư Tôn? Nguyên Thủy Đạo Tôn, Hoàng Đồ này không phải chuyện đùa, nó đại diện cho số mệnh của thiên giới. Dù tộc nào tìm được Hoàng Đồ, thì tương lai đều có thành tựu thống trị. Ta nghe đồn, có vài con nối dùng của hoàng giả hỗn độn đều đã có ý định ngấm nghé, không ít đệ tử đạo tôn của nhân tộc cũng rất thích thú đến đó. Huyền Bình là đệ tử vi sư tâm đắc nhất, có phải dốc sức lấy được cơ duyên lần này? Ngô Bình, sư tôn không ra tay sao? Nguyên Thủy Đạo Tôn lắc đầu, vực sâu đó có cấm chế, chỉ có tu sĩ dưới hỗn độn cảnh mới tiến vào được. Dù tu vi là hoàng giả hỗn độn cũng không vào vực sâu đó được. Nguồn gốc của vực sâu đó thế nào, Ngô Bình hỏi. Ta nghĩ chắc vực sâu này chỉ mới xuất hiện, có lẽ hoàng đồ vẫn luôn bị trấn giữ bên dưới nơi đó. Sau này hoàng đồ đánh nát đại địa, hình thành vực sâu. Vi sư đã nhìn sơ qua, bên dưới vực sâu có thứ rất thần kỳ. Ngô Bình cười nói, nếu như chỉ là hoàng đồ, thì một lão già như sư tôn đây không nên căng thẳng như thế nhỉ. Nguyên Thủy Đạo Tôn, hoàng đồ xuất hiện đã đủ chấn động rồi. Chuyện này chứng minh thiên giới sắp sinh ra một cường giả tề thiên cảnh, nhưng không biết cường giả đầu tiên đạt tề thiên cảnh là người nào. Tề thiên cảnh là cảnh giới phía trên hỗn độn cảnh, thọ của cường giả tề thiên cảnh sánh ngang với đất trời. Nếu cường giả tề thiên xuất hiện, tất nhiên sẽ nhất thống thiên giới và cầm quyền binh thiên giới. Ngô Bình nói, không chừng là sư tôn đấy. Nguyên Thủy Đạo Tôn lắc đầu, Huyền Bình vẫn không biết. Trước khi đột phá tề thiên cảnh phải đột phá một bức tường cản trước. Bức tường này cản tất cả tu sĩ của nhân tộc. Chỉ cần có một tu sĩ đột phá, người phía sau sẽ đột phá dễ hơn. Giang Đạo Sinh nói cách khác, chỉ cần có một nhân tộc đạt đến cường giả tề thiên, thì các vị sau này sẽ dễ dàng đột phá đến cấp đó hơn đấy sư đệ. Ngô Bình, có nghĩa là dị tộc cũng thế sao? Chỉ cần có một dị tộc đạt cường giả tề thiên, thì những đời sau sẽ đạt cường giả tề thiên dễ dàng hơn. Nguyên Thủy Đạo Tôn gật đầu. Ừ, giống vậy đấy.
Đột nhiên Ngô Bình thốt lên một câu hỏi, thế sinh linh hỗn độn không có cường giả tề thiên cảnh sao sư tôn? Nguyên Thủy Đạo Tôn nói, có, nhưng họ là cường giả tề thiên từ trong bụng mẹ rồi, nên không bị bức tường kia cản trở, mà tu sĩ nhân tộc với dị tộc lại nghịch thiên phát triển, nên cần có một cường giả đứng ra phá vỡ bức tường đó. Ngô Bình cảm thán, cường giả tề thiên từ khi sinh à? Chuyện này quá bất công rồi. Nguyên Thủy Đạo Tôn, thế gian này làm gì có công bằng? Cũng may, tuy sinh linh hỗn độn đạt đến tề thiên cảnh nhưng tính tình lại rất dịu dàng, dễ tiếp cận chứ sẽ không hận thù như nhân tộc và dị tộc. Dứt lời, ông ấy lại nhìn Ngô Bình đầy dò xét cười nói, Huyền Bình lại đang đột phá bên kia à? Ngô Bình gật đầu, đột phá lên đại thánh cảnh tương tự với hỗn độn cảnh. Con không biết có bị vực sâu từ chối không? Nguyên Thủy Đạo Tôn, ta không biết, hoàng đò là gì đó của thiên giới với lại chẳng quan hệ gì với trật tự của thánh cổ đại lục. Dù con có là thánh vương cũng không sao. Ngô Bình cười nói, thế thì tốt, tu vi tiên đạo của con là hóa thân cảnh. Nguyên Thủy Đạo Tôn nói, chuyện này không nên để lâu, giờ vi sư tống con đến đó luôn. Dứt lời, hai thầy trò hóa thành một đường ánh sáng bay ra khỏi Ngọc Kinh Tiên Cung đến phía tây của thiên giới. Thiên giới vô cùng rộng lớn, dù dùng độn thuật của Nguyên Thủy Đạo Tôn cũng phải mất hơn một khắc mới đến nơi được. Lúc hai người bay trên không trung, Ngô Bình thấy có một vực sâu khổng lồ vắt ngang qua cánh đồng hoang rộng vô tận. Bên cạnh vực sâu là đầy bóng người dày như kiến, có nhân tộc và các tộc khác, còn cả sinh linh hỗn độn. Họ chia ra ở hai bên vực sâu, tu sĩ liên tục nhảy vào để thăm dò. Nhưng đồng thời cũng có rất nhiều tu sĩ bay ra khỏi vực sâu, vẻ mặt bọn họ đầy thất vọng và hết cách. Chắc họ chẳng thu hoạch được gì rồi. Nguyên Thủy Đạo Tôn nấp giữa không trung, Ngô Bình đổi thành hình dáng với gương mặt khí chất, rồi nhảy vào giữa tu sĩ nhân tộc. Nơi này có quá nhiều dị tộc, còn có sinh linh hỗn độn nên tu sĩ nhân tộc cũng khá đoàn kết. Ngô Bình đáp xuống nơi hỏi một tu sĩ áo xanh bên cạnh, huynh đài này, tình hình dưới vực ra sao rồi, có ai xuống dưới chưa? Tu sĩ áo xanh nhìn Ngô Bình nói, bên dưới có ba lớp năng lượng chắn lại, đa phần người ở đây đều không thể phá vỡ tầng thứ nhất. Hiện tại, chỉ có ba người phá được tầng thứ hai, nhưng không cách nào phá tầng thứ ba. Ngô Bình cúi đầu nhìn thoáng qua, đúng như hắn ta nói là có ba năng lượng khác màu chắn ở bên dưới. Trên lá chắn trên cùng, có rất nhiều tu sĩ đang cố gắng phá. Có ai đã phá được lá chắn thứ ba chưa? Có bảy sinh linh hỗn độn, ba dị tộc và một nhân tộc. Họ đều là thiên tài của khắp nơi, vậy huynh đài là tu sĩ nơi nào vậy? Ngô Bình không trả lời, lập tức nhảy xuống, cơ thể anh vừa rơi xuống trên lớp tầng lá chắn màu vàng nhạt. Trên lá chắn lập lòe các ký hiệu dày đặc. Anh cảm nhận, rồi đạp mạnh xuống, lá chắn lập tức vỡ ra. Anh lập tức rơi xuống dưới, nhưng vừa xuống, cái lỗ bị anh đạp vỡ đã trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Thoát cái anh rơi xuống tầng lá chắn màu tím thứ hai, anh lại đạp một cái, lá chắn cũng vỡ nát, anh lại rơi xuống tầng lá chắn thứ ba. Những tu sĩ nhân tộc có mặt ở đây thấy Ngô Bình vừa dẫm đã rác hai tầng lá chắn đều giật mình hỏi, người nào vậy? Đồ đệ của ai thế? Thực lực hắn mạnh quá, hắn có thể trở thành tu sĩ thứ hai của nhân tộc phá vỡ lá chắn màu lam đấy. Họ vừa cảm thán xong, Ngô Bình đã rơi vào tầng lá chắn màu lam, anh vươn tay ra sờ sờ nó rồi đấm xuống một quyền. Cả lá chắn đều rung lên, nơi anh đứng lập tức mềm ra, rồi anh lọt hẳn xuống dưới. Phía dưới lá chắn màu lam là khung cảnh bên dưới của vực sâu. Bên trong có vũ khí đủ màu sắc. Khi anh vừa rơi xuống đất, lập tức thấy một nhóm sinh linh hỗn độn còn có một tu sĩ nhân tộc. Lúc này, tu sĩ nhân tộc kia đang bị một sinh linh hỗn độn dẫm dưới chân, đầu hắn ta đã bị dẫm bẹp nhưng tên kia vẫn đạp tiếp. Mà nhân tộc chỉ có thể kêu lên đau đớn và thê thảm. Những sinh vật hỗn độn đó và dị tộc đang tìm kiếm vị trí của hoàng đồ, lại thấy có một người nhân tộc đi xuống, ngay sau đó là một con kim hầu cao 5 mét lao về phía Ngô Bình, trong tay nó cầm một cây gậy, trên gương mặt màu lam xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn. Tu sĩ bị dẫm lên đầu lập tức lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận, là huyết mạch kinh hầu, một trong bát đại hỗn độn huyết mạch. Cây gậy trong tay của kim hầu đột nhiên đánh xuống, tốc độ của cây gậy quá nhanh, xé rách không gian, không nghe thấy được chút âm thanh nào, gần như đập vào đầu Ngô Bình ngay lập tức. Nhưng cây gậy lại đột nhiên ngừng ở trong không trung, bởi vì Ngô Bình đã bắt được cây gậy. Kim hầu giật mình kinh hãi, sau đó cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến,
Sau đó, cả người của nó và cây gậy cùng bị Ngô Bình ném thẳng vào trên vách đá. Vách đá ở bên dưới vực sâu, không biết đã được sức mạnh gì tôi luyện, mà vô cùng cứng rắn, khiến cho Kim Hầu bị đập đến hộc máu, không thể không buông cây gậy ra. Nhưng Ngô Bình lại không tha cho Kim Hầu, cây gậy trong tay Ngô Bình hóa thành hàng trăm bổng anh, từng cái một đều đập lên trên người Kim Hầu. Mấy đòn đầu tiên, Kim Hầu còn có thể chống cự, nhưng sau đó dần dần mất đi sức chống trả, toàn bộ xương trong cơ thể bị đánh gãy, lục phủ ngũ tạng đều dập nát, cuối cùng da của nó cũng bị đánh nát, hóa thành một đống máu thịt, dính ở trên vách đá. Thực lực của Ngô Bình đã gần đạt đến Thánh Hoàng, Đạo Tôn, có được sức mạnh cấm kỵ tối cao, những hậu duệ của Hỗn Độn Hoàng giả, cho dù có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có khả năng đánh thắng được anh. Đùng. Binh khí trong tay của sinh vật hỗn độn đang dẫm lên tu sĩ nhân tộc rơi xuống mặt đất, âm thanh phát ra khiến cho những sinh vật còn lại hoảng sợ. Ngô Bình liếc mắt sang bên đó, sinh vật hỗn độn kia lập tức nhấc chân lên. Sinh vật này có chân có tay, nhưng đầu lại không phải là đầu của nhân loại, mà được tạo nên từ mấy ngàn xúc tu tinh mịn, trên mỗi một xúc tu đều có một cái nhãn cầu, hơn nữa, đều hoàn toàn khác nhau. Chỉ thấy, xúc tu của sinh vật hỗn độn này liên tục quay cuồng một cách kịch liệt. Nhãn cầu trên xúc tu của nó nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, sau đó, giọng nói phát ra từ trong bụng của nó, người đánh chết Kim Hầu, nó chính là ấu tử của Kim Hoàng. Ngô Bình, chết thì chết, sau đó tiến đến chỗ của nó. Sinh vật xúc tu kinh hãi, sợ đến mức vội vàng lui về sau, mà tu sĩ nhân tộc ở trên đất nhân cơ hội đó mà bỏ dậy, chắp tay với Ngô Bình, huynh đài, đa tạ cứu giúp. Ngô Bình nhìn hắn một cái. Lập tức thấy cái đầu đã bị dẫm bẹp của hắn đột nhiên nhanh chóng khôi phục trở lại, không hề có chút xây sát nào. Phải biết là, sinh vật xúc tu kia muốn dẫm chết hắn, nhưng dẫm rất nhiều lần cũng chưa thể dẫm nát được đầu của hắn, quả thật là rất cứng. Ngươi là tu sĩ ở nơi nào? Anh hỏi. Người này có một gương mặt to, đôi mắt lớn cỡ hạt đậu xanh, trên miệng có mấy sợi râu thưa, tóc tai lộn xộn như tổ chim, còn có một cái mũi dài đỏ thẫm, trên người mặc một bộ lam bào rộng thùng thình. Chân mang một đôi giày rơm. Hắn nhếch miệng cười, nói, tiểu đệ ra Cát Trường Lược, nên xưng hô với huynh đài thế nào? Ngô Bình không trả lời, mà nhìn phía những sinh vật hỗn độn kia, những người ở phía sau cũng không hé răng nói gì. Bọn họ không ngốc, thực lực của Kim Hầu tính ra cũng tương đối lợi hại, nhưng lại bị nhân loại ở trước mặt đánh chết, người này thật đáng sợ, tuyệt đối không thể chọc vào. Vài tên dị tộc cũng rút lui ra xa, sợ bị Ngô Bình nhắm đến. Ngô Bình thu ánh mắt lại, bây giờ mới nói, tôi họ Lý. Gia Cát huynh đã tới đây bao lâu, đã phát hiện được hoàng đồ chưa? Gia Cát Trường Lượng cười nói, tiểu đệ cũng mới đến đây không lâu, nhưng mà lại bị đám hậu duệ của hoàng giả hỗn độn ức hiếp, căn bản không có thời gian để tìm kiếm. Ngô Bình nhìn hắn với vẻ mặt cổ quái, người không bị đánh chết, cũng coi như lợi hại. Dù da mặt của Gia Cát Trường Lượng có dày đến mấy, cũng có hơi ngượng ngùng, hắn xấu hổ cười. Nào có, chỉ là tôi có chút thủ đoạn để tự bảo vệ mình thôi. Sau đó, hắn lấy ra một cái túi, duỗi tay vào bên trong chộp lấy, chộp được một quái vật hình người chỉ có một mắt, cao 1m43. Hắn cười nói, Lý Huynh, đây là tộc thiên nhãn lực của bọn họ cực tốt, để cho nó giúp chúng ta tìm đi. Nói xong, lập tức đánh vào đầu tộc thiên nhãn một cái. Tộc thiên nhãn giận dữ trừng mắt với hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nhìn một vòng, ánh mắt của tộc thiên nhãn hướng về nơi xa, Ngô Bình và Gia Cát Trường Lượng lập tức đuổi theo, sinh vật hỗn độn và tu sĩ dị tộc cũng đi theo sau đuôi, nhưng cũng không dám đến quá gần. Đi được một đoạn, tộc thiên nhãn nhìn chằm chằm vào lớp sương mù ở phía xa, nói, nơi đó có khí tức của hoàng đồ. Ngô Bình tiến vào trong sương mù, vẫn không phát hiện có gì đặc biệt. Gia Cát Trường Lượng theo sau cũng đi đến, ngó trái ngó phải nhìn thủ, sau đó nhắm mắt, nhéo ngón tay. Một lát sau, hắn bất đắc dĩ mà nói, Lý Huynh, hoàng đồ đã bị giấu đi, chúng ta cần phải từ từ chờ, qua một khoảng thời gian nữa nó sẽ lại hiện ra. Ngô Bình không nói chuyện, anh tìm một tảng đá ngồi xuống, sau đó lấy ra một ít thức ăn thưởng thức. Những sinh vật hỗn độn và dị tộc không dám đến gần, Gia Cát Trường Lượng cũng lấy ra một ít thức ăn, cười nói, xem ra Lý Huynh cũng là người đồng đạo, trong cuộc sống này, thưởng thức mỹ thực mới là điều đúng đắn. Sau khi Ngô Bình ăn xong, thì ngồi xếp bằng, đả tọa tu hành. Lúc này, ở bên trong núi Nguyên Thủy, hóa thân của Ngô Bình,
Lý Mệnh Thiên đang canh giữ nhóm nữ của Giang Sơ Nhan. Mọi người đều biết Lý Mệnh Thiên là hóa thân của Giang Sơ Nhan, nhưng diện mạo của hắn rất giống với Ngô Bình, cho nên cũng cảm thấy thân thiết. Mệnh Thiên, ngươi là hóa thân, có thể cảm nhận được tình huống của Huyền Bình không? Hà Tử Trần hỏi. Tuy Lý Mệnh Thiên là hóa thân, nhưng tính cách hoàn toàn khác với Ngô Bình, có được nhân cách độc lập, hắn nói, Ngô chủ đang ở đáy vực sâu, ngài ấy vừa mới đánh chết một con kim hầu. Nhóm nữ nhìn nhau, Lý Thuần Như hỏi, là con khỉ thế nào? Lý Mệnh Thiên bẩm báo lại đúng sự thật, Lý Thuần Như nghe xong thì cười khổ, nói, đó chắc chắn là hậu huệ của hoàng tộc hỗn độn. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể đi vào vực sâu. Hoàng tộc là sinh vật hỗn độn thuần huyết, truyền thừa cường đại, căn cơ thâm hậu, là bá chủ một phương của thiên giới. Nguyệt Thanh Ảnh cười khổ, đánh chết sinh vật thuần huyết, Huyền Bình sẽ không bị báo thù đâu đúng không? Lý Mệnh Thiên nhướng mày, dám đả thương Ngô chủ, cho dù là sinh vật thuần huyết gì, cũng đều phải diệt vong. Lý Thuần Như, dẫu sao đi nữa cũng phải cẩn thận. Đúng rồi, Mệnh Thiên, thực lực của người thế nào? Lý Mệnh Thiên, thực lực của ta không dưới Ngô chủ. Trước mắt thì không bằng Thánh Hoàng, nhưng cũng không cách quá xa. Nhóm nữ đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ đến, trong khoảng thời gian ngắn như thế, thực lực của Ngô Bình lại trở nên khủng bố như vậy. Hà Tử Trần hỏi, không biết Huyền Bình có lấy được hoàng đồ hay không, nếu thành công, thì là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Lý Thuần Như, Tử Trần, sao lại nói là chuyện xấu? Hà Tử Trần, có vô số thế lực thèm muốn hoàng đồ lệch, bản thân bọn họ không lấy được, nhất định sẽ nghĩ cách để cướp lấy từ chỗ của Huyền Bình. Đến lúc đó, không chỉ riêng gì sinh vật hỗn độn, mà còn có vô số dị tộc, cường giả nhân tộc, đều sẽ gây bất lợi cho Huyền Bình. Lý Mệnh Thiên lạnh lùng nói, chỉ cần đối phương không phải là cường giả tề thiên cảnh thì có gì phải sợ. Ở dưới vực sâu, Ngô Bình chờ cả một ngày, trong lúc đó, lại có hai gã tu sĩ dị tộc và một tu sĩ nhân tộc đi xuống, cô ấy là một cô gái có vẻ đẹp vô song. Vừa nhìn thấy cô, Ngô Bình đã biết cô chính là một trong những bức họa trong sách mỹ nhân. Gia Cát Trường Lượng vừa nhìn thấy cô, thì hai mắt sáng lên, lập tức bước sang cười nói, Ngạo Nguyệt tiên tử, cuối cùng ngài cũng đến. Vị Ngạo Nguyệt tiên tử này hơi gật đầu, ánh mắt dừng ở trên người Ngô Bình, nói, vị này là. Gia Cát Trường Lượng vội vàng nói, vị này là Lý Huynh. Ban nãy ta bị mấy tên sinh vật hỗn độn bắt nạt, là Lý Huynh trưởng nghĩa ra tay tương trợ. Ngạo Nguyệt tiên tử lập tức nhìn Ngô Bình với con mắt khác, ở chỗ này muốn bảo vệ mình còn khó, vậy mà anh lại còn thừa sức đi giúp người cùng tộc, thật sự khiến người khác kính nể. Vì thế, cô cúi đầu với Ngô Bình, Ngạo Nguyệt tham kiến Lý công tử. Ngô Bình gật gù nói, tiên tử không cần đa lễ. Ngạo Nguyệt tiên tử đang định bước lên nói vài câu, Ngô Bình âm thầm giật mình, bởi vực sâu hơi rung lắc. Mặt đất bắt đầu vỡ ra một đường nứt. Một màu sắc xanh trời lao ra từ bên trong, sau đó màu xanh đó phóng lên thẳng không trung rồi từ từ xuất hiện bản đồ. Trong bản đồ này, có 3.000 hình vẽ vừa giống chữ vừa giống bùa, liên tục thay đổi. Mà bản đồ vừa xuất hiện, tất cả tu sĩ đều cử động, vô số khí tức lập tức tập trung vào hoàng đồ. Chỉ có mỗi Ngô Bình nhìn vào mặt đất, anh mở con mắt suy độ ra rồi nhìn bản thể thật sự của hoàng đồ đang bị giấu trong khe nứt kia. Rầm. Tất cả cao thủ ra tay cùng một lúc. Thần thông bắn tung tóe, quyền cước tăng mạng. Họ đang liều mạng để cướp cho bằng được cái bản đồ đó. Ngô Bình lại đánh tan vết nứt, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, anh lập tức nhảy vào trong. Anh vừa chui vào cái hố lớn, miệng hố đã trở lại nguyên vẹn như lúc ban đầu, vết nứt cũng biến mất, bóng bản đồ trên không trung cũng biến mất theo. Gia Cát Trường Lượng nhìn mặt đất mà ngẩn người nói, hắn vào rồi. Ngạo Nguyệt tiên tử nói. Tấm bản đồ này mà được nhân tộc chúng ta tìm được, cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Lại nhắc về Ngô Bình, sau khi anh nhảy vào trong hố đã bị màu xanh da trời kia liên tục bao vây rồi đáp xuống đất. Cuối cùng, anh đến một đài cao có hình chiếc đĩa màu trắng khổng lồ, xung quanh nó là bóng tối. Trên bầu trời, cao hơn 1 mét từ đài này tính lên có một bản đồ đang lơ lửng trên đó. Những hình ảnh trên bản đồ giống hệt với hình ảnh nó chiếu trên bầu trời vừa rồi. Chỉ có điều các chữ viết trên đó thay đổi với tốc độ nhanh hơn. Ngô Bình biết nó chính là hoàng đồ, anh nhìn nó chăm chú vài phút. Nhưng anh chỉ cảm thấy hoa mắt, chứ chưa biết bắt đầu từ đâu. Nhìn hình vẽ trên bản đồ này đại diện cho cái gì? Công pháp, đại đạo, ký hiệu, Ngô Bình phân vân không có lời giải đáp,
dù anh đã là đại thánh cảnh có được chí cao cấm kỵ cũng chẳng thể hiểu nổi. Ngô Bình nhìn bản đồ một canh giờ, chỉ biết thở dài mà chẳng nhận được gì, anh đành vươn tay ra chạm vào đó. Khi tay anh vừa tiếp xúc với hoàng đồ, chí cao cấm kỵ trong cơ thể của anh lập tức kích hoạt. Chí tôn cấm kỵ run lên, đạo anh của anh lao ra khỏi cơ thể nhìn hoàng đồ rồi giúp Ngô Bình cảm giác được sự thèm muốn và đói khát dữ dội. Cảm giác này xuất phát từ tận sâu trong linh hồn, sự thèm muốn này dữ dội gấp trăm ngàn lần với việc đối khát của cơ thể, đến mức khiến Ngô Bình đau đớn ngàn vạn lần. Sau một tiếng gầm, đạo anh đột ngột cầm hoàng đồ lên rồi há miệng cắn lấy nó. Một tiếng ực vang lên, nó cắn xuống một miếng, không biết bản đồ và những hình vẽ trên bản đồ này có chất liệu gì nhưng đều nuốt hết vào trong bụng. Ngô Bình không thể kiểm soát nổi cấm kỵ, đồng thời cũng âm thầm cảm thán rằng mình chỉ muốn tìm hiểu nó thôi, sao thành ăn luôn nó rồi. Đúng là trâu ăn mẫu đơn mà, đốt đàn nấu hạc. Nhưng ngay sau đó, Ngô Bình lập tức mở to mắt phát hiện sau khi đạo anh của anh nuốt hết hoàng đồ, trên cơ thể của nó dần xuất hiện đồ án. Nhưng tần suất biến ảo của nó lại thấp hơn một xíu. Chỉ ngắn ngủn một phút đồng hồ, đạo anh đã nuốt sạch hoàng đồ, tất cả hình vẽ trên đó đều xuất hiện trên cơ thể đạo anh. Sau đó đạo anh quay lại vị trí cũ của mình, Ngô Bình cũng chẳng cảm thấy gì đặc biệt nữa khiến anh nảy ra nghi ngờ. Nhưng anh không vòng vo suy nghĩ nữa, mà thả người nhảy lên trên. Cơ thể phá mặt đất bay ra, rồi lại đáp trên mặt đất. Lúc này các tu sĩ còn lại đều ở đây, họ vừa thấy anh trở về, hai tên tu sĩ dị tộc lập tức đánh về phía anh. Hai tên dị tộc này tấn công từ đằng sau và trước, với binh khí rất kỳ môn. Ngô Bình không thèm nhìn bọn chúng lấy một cái, chỉ đưa tay lên, một trưởng ấn lập tức đập mạnh xuống đối phương. Thiên tài dị tộc đằng trước cảm thấy một khí tức chết chóc đang ập đến mặt, sau đó mắt tối sầm, mất luôn ý thức. Thật ra, cả cơ thể của hắn ta đã bị một trưởng này đập cho bẹp dí chỉ còn lại tấm da. Dị tộc đằng sau anh vừa thấy thế, sợ đến mức hét lớn rồi lui về sau. Ngô Bình không quan tâm hắn ta định làm khỉ gió gì, chỉ bình thản nói, nhị vị, cáo từ. Anh đã lấy được hoàng đồ, nên không muốn tiếp tục ở đây nữa, cơ thể lập tức hóa thành một đường ánh sáng bay thẳng lên trời. Anh vừa đến giữa không trung, lập tức tái mặt rồi vung một đấm đánh ra sau lưng. Ầm. Khí tức nổ tung, anh phải lui ra sau một khoảng khá xa. Trong khi đó, có một nam tử không biết từ nơi nào chui ra sau lưng anh, khí tức rất quái dị, vừa có khí tức của sinh linh hỗn độn, còn có khí tức của cổ thần, lại thêm khí tức cấm kỵ và khí tức thánh hoàng. Ngô Bình lập tức nhớ đến, chẳng phải con quái vật lao ra khỏi hồ thất tử sao? Trong đôi mắt của nam tu này hiện lên vẻ hung ác, sau khi liều mạng đánh một chiêu vừa rồi, hắn ta chỉ bị đẩy lui ra một khoảng cách rồi lại lao đến muốn giết Ngô Bình. Ngô Bình lập tức sử dụng chí cao cấm kỵ, khí tức khủng khiếp lập tức đè xuống, một bàn tay đen tuyền đập từ trên trời xuống như diều hâu bắt gà con. Chỉ cần một tay, anh đã đè hắn ta lại. Quái vật kia giãy giụa mạnh mẽ, Ngô Bình cũng không ép nó mà chỉ hừ lạnh rồi bay vút lên không trung. Quái vật kia lại thét lên điên đại, đuổi theo khí tức của Ngô Bình. Gia Cát Trường Lượng với Ngạo Nguyệt Tiên Tử nhìn nhau, lập tức rời khỏi vực sâu rồi báo tin tức này cho sư trưởng. Tin tức truyền ra, không ngờ hoàng đồ lại bị một tu sĩ của nhân tộc lấy được. Tin tức lan ra khiến thiên giới rung chuyển. Ngô Bình quay về Nguyên Thủy Tiên Cung, anh vừa đến Nguyên Thủy Đạo Tôn cũng đã về. Thầy trò hai người nhìn nhau cười, Nguyên Thủy Đạo Tôn hỏi, có phải con đang giữ hoàng đồ không Huyền Bắc? Ngô Bình gật đầu, có vài hình vẽ con không hiểu, nên ban đầu tưởng tìm hiểu như kiếm đạo vương tọa. Cuối cùng, hoàng đồ này có ích gì vậy sư tôn? Nguyên Thủy Đạo Tôn cười nói, một loại hoàng đồ đại diện cho một loại quyền hành. Quyền hành này giỏi hơn cả thiên đạo, không phải đồ chơi đâu. Nhưng nếu con muốn luyện hóa hoàng đồ cũng cần có cơ duyên thật khủng. Ít nhất thì tu vi của con phải đạt đến thánh hoàng cảnh, hoặc cảnh giới của vi sư mới được. Ngô Bình gật đầu, quyền hành loại nào? Nguyên Thủy Đạo Tôn suy nghĩ một lúc rồi giải thích, giống như quyền hành quản lý tất cả sinh linh trong thiên giới hóa yêu. Trong thiên hạ, bất cứ sinh linh nào muốn trở thành một yêu phải tìm được con sắc phong lên mới được. Đó chính là ý nghĩa của quyền hành. Ngô Bình mở to mắt ngạc nhiên, quyền lực lớn thế à? Nguyên Thủy Đạo Tôn, phải rồi, nên tất cả các thế lực mới muốn tranh hoàng đồ đến thế. Nhưng mà ta lại không biết, hoàng đồ con đang giữ đại diện cho quyền hành nào. Ngô Bình cười nói, nhưng dù là gì đi chăng nữa, trước khi con trở thành cường giả như vi sư thì không có tư cách có nó.
Nguyên Thủy Đạo Tôn gật đầu, nhưng mà may mắn khi con có được nó, chuyện luyện hóa và hiểu nó cũng là chuyện gần thôi. Vừa dứt lời, sắc mặt của Nguyên Thủy Đạo Tôn lập tức thay đổi nói, con đã thăng chức đến Tề Thiên Cảnh rồi. Ngay sau đó, một luồng áp lực đầy uy nghiêm ập đến từ hướng đông, mà khi áp lực uy nghiêm đó đến trước mặt thì chí cao cấm kỵ của Ngô Bình lập tức co lại, giống như e dè nhân vật từ phía đông kia. Ngô Bình nhíu mày, tên đó là kẻ nào đấy sư tôn? Nguyên Thủy Đạo Tôn nhắm mắt lại một lát rồi mở mắt ra nhẹ nhàng thở dài nói, đó là thiên quyền của thiên gia. Ta không ngờ người cuối cùng đột phá lại là hắn ta. Hèn chi thiên gia lại phải mở thiên đình, thì ra ngay từ đầu đã có kế hoạch này rồi. Thiên quyền là ai thưa sư tôn? Thiên tài đầu tiên của thiên gia, cũng là con thứ năm của lão tổ thiên gia. Từ 3.000 năm trước, hắn ta đã đạt đến hỗn độn cảnh đệ bát trọng. Sau này, hắn ta đột ngột biến mất nên tất cả mọi người dần lãng quên hắn ta đi. Nhưng không ai ngờ được sau 3.000 năm, hắn ta lại thăng chức thẳng đến thiên vị cảnh. Ngô Bình, người này thăng chức liên quan gì đến Hoàng Đồ thưa sư tôn? Nguyên Thủy Đạo Tôn gật đầu nói, lúc Hoàng Đồ xuất hiện, thăng chức có lá chắn yếu ớt nhất nên hắn ta đã thành công. Nói đến đây, ông ấy lại dặn dò, vi sư phải nhanh chóng đột phá lên thiên vị cảnh mới được. Lá chắn bị phá, việc thăng chức sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong đoạn thời gian này, Huyền Bắc hãy ở Ngọc Kinh Cung đi, ta sẽ để sư huynh của con đưa con vào các việc chính trong môn. Nếu gặp nguy hiểm, con có thể đến gặp vài vị trưởng bối như Thái Ất Đạo Tôn, Nguyên Cực Đạo Tôn, Long Điền Đạo Tôn. Ngô Bình gật đầu cái dục nói, rõ, đệ tử lĩnh mệnh. Nguyên Thủy Đạo Tôn, ta cho con ở đây lúc này cũng mong con tĩnh tâm, dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian. Lúc ta không có ở đây, nhân tộc sẽ nghênh đón một khoảng thời gian bùng nổ thăng chức lên Tề Thiên Cảnh. Nhất mạch Nguyên Thủy của ta phải giành giật từng giây để đột phá. Ngô Bình hiểu kẻ nào mạnh làm vua, nếu người khác là Tề Thiên Cảnh, bản thân chỉ mới hỗn độn cảnh thì khả năng bị diệt vong và chiếm đoạt sẽ cao hơn. Sư tôn đã vẽ đường cho con, thì con đã có ưu thế hơn những người khác. Con chắc chắn không bao lâu nữa, con sẽ đột phá thành công. Sau đó Nguyên Thủy Đạo Tôn gọi các đệ tử đến, tuyên bố mình sẽ bế quan trong một thời gian, ngắn tầm nửa năm, dài là 10 năm. Lúc ông ấy không ở đây mọi quyền quản lý Ngọc Kinh Tiên Cung đều do Ngô Bình phụ trách. Nguyên Thủy Đạo Tôn dặn dò một lúc, rồi bay lên không trung rời đi. Ngô Bình với vài vị sư huynh mở ra một buổi họp, bàn bạc về việc quản lý môn. Ngọc Kinh Thiên Cung là nơi đồ tử đồ tôn của Nguyên Thủy Đạo Tôn ở, nên đã có hệ thống, tôn ti trật tự từ lâu nên quản lý cũng không khó. Dù sao Nguyên Thủy Đạo Tôn không ở đây, anh với vài vị sư huynh đứng vị trí cao nhất, chỉ cần họ tìm được người ủng hộ thì việc quản lý Ngọc Kinh Thiên Cung cũng dễ dàng. Ngô Bình không ngồi yên được, anh ở lại tầm 3 ngày rồi gọi Lý Liên Cửu thay anh giữ Tiên Cung. Lý Liên Cửu có trí tuệ và thực lực ngang với bản tôn. Để hắn ta ở lại không có vấn đề gì. Mà anh dùng thân phận của Lý Nhàn quay về Thiên Đan Phường. Thiên gia xuất hiện một vị cường giả Tề Thiên Cảnh, nên anh muốn dò xét rõ tin tức đột ngột từ đâu mà ra. Ngô Bình vừa ra khỏi cửa không lâu, khi anh đang phi độn với vận tốc cao trên không trung đột ngột có một sát khí bắn từ mắt đất bắn lên, đạp mạnh vào cơ thể Ngô Bình. Người ra tay chính là con quái vật lao ra khỏi thất tử hồ kia, nó liên tục rít lên đánh muốn lấy mạng của Ngô Bình. Anh cũng đã chuẩn bị từ trước, anh biết nó vẫn luôn đuổi theo khí tức của mình nhưng trước đây có Nguyên Thủy Đạo Tôn nên không dám ra tay, bây giờ anh vừa một mình xuất môn, nó cũng không nhịn được mà đánh lén. Lý Mệnh Thiên, Lý Liên Cửu đè nó lại cho ta. Lúc này, Ngô Bình vừa lui vừa ra lệnh. Hai cái bóng lập tức xuất hiện, chúng chính là Lý Mệnh Thiên và Lý Liên Cửu. Một kẻ từ Cửu Liên Đại tạo ra. Một kẻ là Thiên Mệnh Tháp nên đều có chí cao cấm kỵ hơn nữa Thiên Mệnh Tháp còn chuyên về việc bắt giữ. Một đường màu vàng sáng lập tức đánh xuống trói chặt con quái vật lại. Cửu Liên Đài bên kia cũng đánh ra một đường sáng, tập trung vào cơ thể của nó. Chủ nhân luyện hóa nó đi, thế chất của con hàng này rất xấu sắc, có thể tạo ra hóa thân thứ ba. Ngô Bình biết họ không thể kiềm giữ con quái vật lâu, nên sử dụng cấm kỵ, há miệng phun ra một ngọn cấm kỵ hỏa. Con quái vật bị lửa đốt nhanh chóng hóa thành một thứ chất lỏng, anh liên tục đánh vào các loại ký hiệu. Rất lâu sau, chất lỏng kia hóa thành hình người, cũng giống Ngô Bình 8-9 phần, nhưng khí chất lại có tà ý nhiều hơn anh một chút. Cuối cùng đã luyện ra hóa thân thứ ba, hóa thân này ôm quyền cúi đầu với Ngô Bình, chủ nhân. Ngô Bình gật gù nói,
ta đặt cho ngươi cái tên là Lý Thiên Tà, được đấy. Sau khi anh cất Lý Thiên Tà đi, Lý Liên Cửu tiếp tục ở lại Ngọc Kính Tiên Cung để chấn giữ. Trai hóa thân khác là Lý Mệnh Thiên giúp vài người Nguyệt Thanh Ảnh, Lý Thiên Tà ở lại bên cạnh anh. Thực lực của hóa thân thứ ba mạnh hơn anh, hơn nữa tiềm lực cũng vô hạn. Thực lực nó càng ngày càng mạnh, có thể dùng nó để thay anh đánh nhau không có thứ nào tốt hơn. Anh đi vào Thiên Đan Phường, lập tức bắt đầu luyện chế đạo môn đan. Trước mắt, anh đang muốn đánh sâu vào đạo môn cảnh. Anh đã hiểu về cảnh giới này nhiều hơn trước kia, nên quá trình luyện chế cũng rất thuận lợi, lò thứ nhất đã ra cực phẩm đan. Lò thứ hai, lại đạt đến tuyệt phẩm. Sau khi anh luyện xong vài lò đan, cũng đi ra khỏi phòng đã bắt gặp Thiên Tố Âm. Cô ấy cười nói, đan dược đã luyện chế thế nào rồi Lý Phường Chủ. Ngô Bình gật gù, đưa cho cô ấy một viên đạo môn đan tuyệt phẩm, đôi mắt đẹp của cô ấy sáng lên cảm thán, lại là tuyệt phẩm. Lý Phường Chủ thật không làm ta thất vọng. Ngô Bình cười nói, chúc mừng Đông Gia, Thiên Quyền đã thăng chức lên tề thiên cảnh. Thiên Gia cũng sắp thành lập thiên đình rồi. Nhưng anh nào ngờ Thiên Tố Âm thở dài thường thượt nói, làm sao mà dễ dàng thành lập thiên đình thế được. Và lại có một tề thiên cảnh thôi, sắp đến sẽ xuất hiện người thứ hai, người thứ ba, liệu ai mà chịu để yên. Cuối cùng, tất cả cũng là núi thây biển máu. Ngô Bình, ít nhất thực lực của Thiên Gia mạnh hơn. Thiên Tố Âm nói, Ngũ gia thăng chức đã được đứng bên cạnh lão tổ rồi, từ này về sau dù là Đông viện hay Tây viện đều nghe theo lệnh của hắn ta. Phải rồi, từ nay về sau chúng ta phải gọi hắn ta là thiên chủ. Hắn ta vừa mới thăng chức mà các cao thủ Tử Hải Bát Hoang đều đến nhờ đỡ. Hiện tại, cao thủ cấp hỗn độn đã đến hơn 100 người, tu sĩ đạo cảnh càng nhiều hơn. Ngô Bình, sắp tới, thiên chủ sẽ thành lập thiên đình à? Không nhanh vậy đâu, đầu tiên phải lập uy trước đã. Thiên chủ đã thành lập đại quân thanh trừ dị tộc xung quanh thiên gia, thậm chí phải trưng dụng một vài dị tộc rồi lợi dụng hữu ích của chúng. Nhưng không bao lâu, hắn ta có thể đuổi kịp với các đối thủ tấn chức tề thiên cảnh trước đó rồi thành lập thiên đình. Ngô Bình, sau này có nhiều người có cơ hội thăng chức lên tề thiên cảnh à? Nhiều lắm, ta biết thì có 5-6 người rồi, giống như Nguyên Thủy Đạo Tôn, Thái Ất Đạo Tôn, Vạn Kiếm Đạo Tôn, vân vân. Những người này đều từng khai sáng thập đại tiên giới, căn cơ thâm hậu, số mệnh cũng tăng lên. Nói thật thì họ không thua gì thiên chủ, chỉ là vận khí thiên chủ tốt nên thành người đầu tiên thăng chức thôi. Cô ấy cười nói với Ngô Bình, nếu thiên đình thập lập, ta sẽ đòi một chức vị cho phường chủ. Cô ấy nói xong, lại ném cho anh một tấm lệnh bài. Ngô Bình cầm lệnh bài, phát hiện đó là một pháp bảo, bên trong là không gian chữ vật, còn có thể dùng để liên lạc. Thiên Tố Âm, đó là quan hàm nhị phẩm tướng quân, tuy thiên đình vẫn chưa thành lập nhưng đã xây dựng lên chế độ. Nhưng chỉ là tạm thời, lúc đó ta sẽ đòi một chức đại quan cho ngươi với thiên đế. Ngô Bình không khách sao nói, đa tạ Đông gia. Thiên Tố Âm cất đan dược đi, rồi vội vàng rời đi. Hiện tại Tây Viện rất bận, gần như cô ấy không có thời gian nghỉ ngơi. Ngô Bình đợi ở Thiên Đan Phường 2 ngày, lập tức lần lượt nhận được tin tức của Nguyệt Thanh Ảnh, Hà Tử Trần, Lý Thuần Như truyền đến. Các dị tộc gần Thiên Nguyên, Thần Châu, Đông Hải đều bị giết sạch, đại quân ra tay này tự xưng là Thiên Đình Cửu Lộ Đại Quân, Tứ Lộ Đại Quân, Nhị Lộ Đại Quân. Ngô Bình giật mình, động tác của Thiên Quyền đúng là nhanh. Chỉ mới vài ngày, đã mở cuộc tấn công lớn như thế rồi. Mấy ngày trôi qua nữa, các lộ đại quân chia ra tiến vào chiếm giữ Thần Châu, Thiên Nguyên, Đông Hải bắt đầu lôi kéo lòng người. Những tu sĩ và môn phái xem Nguyệt Thị, Hà Thị, Tiên Kiếm Môn làm trung tâm đều cúi đầu đi theo hồi bảo vào thiên đình. Lúc này, Ngô Bình rời khỏi Thiên Đan Phường, bước vào Thần Châu. Hiện tại, khí tượng của Thần Châu rất khác trước đây, người qua lại trên đường rất nhiều và lại đều là đội binh sĩ đi tuần tra. Anh vào biệt viện đã ở với Nguyệt Thanh Ảnh, cô nói cho anh biết hiện tại Thần Châu đã bị thiên gia kiểm soát. Nguyệt Thị cũng phải ngoan ngoãn phối hợp theo chúng. Người thiên đình cử đến quản lý Thần Châu chính là một lục tướng quân đấy Huyền Bình. Dưới trướng của người này có 300 vạn đại quân, chiến lực rất mạnh. Trong đại quân có hơn 100 vạn là dị tộc đại quân. Dị tộc xung quanh đều bị đánh tan rã, nên thế lực lớn nhỏ đều đi theo hắn ta. Nhưng mà lục tướng quân này quá tàn ác, hắn ta không cho phép bất cứ kẻ nào trái lệnh mình. Trước đây có một tông môn không muốn cung cấp nguồn chiêu mộ binh lính cho hắn ta, cuối cùng tông chủ đó bị chúng đánh chết. Còn xử tử 7 vị trưởng lão. Những người còn lại trong môn đều tòng quân,
đi ra tiền tuyến đánh trận. Ngô Bình không quá quan tâm mấy chuyện này, nói, ta thấy hiện tại có người thực lực cao trấn giữ cũng tốt hơn so với bị dị tộc xua đuổi và giết hại. Nguyệt Thanh Ảnh đồng tình, tuy nói tốt thật, nhưng mọi người gặp nguy hiểm càng lớn. Vì ngoài tu sĩ thần thông cảnh ra, có hơn một nửa đều muốn vào trong quân đội đó. Ngô Bình, hèn chi, chiến lực đại quân của thiên gia nhanh chóng hình thành như thế, bọn chúng vừa chiến vừa nuôi binh thế này tiêu rồi. Chúng đến chỗ nào, đều ép tòng quân, thậm chí dị tộc cũng đẩy vào quân. Anh nói chuyện về tình hình hiện tại với Nguyệt Thanh Ảnh một lúc, đột nhiên có một tu sĩ 17, 18 tuổi xông vào. Ngô Bình nhận ra tên này, hắn ta là em trai của Nguyệt Thanh Ảnh, Nguyệt Hằng. Thường ngày, Nguyệt Hằng đều ra ngoài chơi rất ít khi về nhà, Ngô Bình chỉ gặp hắn ta một lần vào ngày đại hôn. Nguyệt Hằng vừa đến đã vội vàng nói, chị, anh rể, đám trưng binh kia chọn chúng em rồi, nhưng em không muốn đi. Nguyệt Thanh Ảnh hoảng hốt hỏi, chúng ta đưa tiền hết rồi, sao đám đó lại trưng binh em nữa? Nguyệt Hằng thở dài, vô dụng cả thôi, bọn chúng đang chiến tranh với dị tộc phía đông, nghe nói quân đã chết hơn một nửa nên bây giờ rất cần nguồn chiêu mộ lính. Bạn bè em cũng đã hối lộ rồi, nhưng đều bị bắt hết, họ đã đưa thẳng ra tiền tuyến cả rồi. Nguyệt Hằng sợ hãi nói với Ngô Bình, anh rể cứu em đi. Tu vi của em không cao, nếu ra tiền tuyến chả khác nào chịu chết. Ngô Bình vỗ vai hắn ta nói, đừng sợ. Ngay sau đó, đã có người vội vàng vào báo lại, tiểu thư, người chiêu binh đang ở ngoài viện yêu cầu chúng ta giao người. Nguyệt Thanh Ảnh tức giận nói, đám người này được voi đòi tiên, chị đây đi nói chuyện với chúng. Ngô Bình giữ cô lại nói, em ở lại đây, anh ra ngoài xem sao. Trước cửa biệt viện có một đội lính mười mấy người đang đứng, người cầm đầu là một võ tướng mặc áo giáp bạc. Gương mặt của hắn ta rất hung dữ, vừa thấy Ngô Bình bước ra, đã quan sát từ trên xuống dưới rồi hỏi, tu vi của ngươi đạt đến đâu rồi? Ngô Bình đã biến thành Lý Nhàn, bình tĩnh nói, đạo cảnh tầng 6. Sao, ngươi cũng muốn bắt lính à? Đôi mắt của tên tướng quân kia sáng lên nói, đạo cảnh tầng tốt lắm. Tên ngươi là gì, xuất thân từ đâu để ta ghi lại? Mai ngươi phải đến triều binh để đăng ký. Ngô Bình, ta không có hứng thú tham gia quân ngũ, cũng sẽ không đi đăng ký. Tướng quân mặc áo giáp bạc trừng mắt quát, dám cãi quân lệnh, chém. Ngô Bình nhướng mày nói, vậy ngươi chém thử xem. Tướng quân mặc giáp bạc lập tức rút đao, một đống sát khí lập tức bắn ra. Trên đạo có khí thức của cường giả hỗn độn cảnh, chứng minh cây đao này không phải dạng vừa, nó phong ấn lực lượng cường giả hỗn độn. Ngươi chắc chắn cãi lệnh tổng động viên sao? Tướng quân áo giáp bạc hỏi lần nữa. Ngô Bình, đúng vậy, ta từ chối. To gan. Đao dài nhắm thẳng vào đầu anh mà chém xuống, hắn ta muốn chém chết Ngô Bình. Ngô Bình đứng im, bình thản nói, định. Khoảng cách của đao còn cách anh nửa thước lập tức dừng ngay ở không trung, tướng quân áo giáp bạc cũng không thể cử động với bộ mặt khiếp sợ. Tu vi của hắn ta rất cao cũng là tu sĩ đạo cảnh tầng 5, đao đang cầm là thần binh hỗn độn. Nhưng nó lại chẳng có tác dụng gì, còn bị một lệnh của đối phương đã bị kiểm soát. Ngô Bình hỏi hắn ta, ngươi còn muốn chiêu mộ nữa không? Gương mặt của tướng quân áo giáp bạc đen lại hỏi, ngươi biết hậu quả khi chống đối với thiên đình không? Ngô Bình cười khinh, thiên quyền vẫn chưa phải là thiên đế, thiên đình vẫn chưa thành lập, các ngươi có tư cách gì đi khắp nơi bắt lính như thế? Ngươi về nói với chúng biết, người Nguyệt Thị không có hứng tham gia đội ngũ. Nếu không phục thì bảo trưởng quan của ngươi đến đây gặp ta. Dứt lời, anh đạp một cái đá bay tướng quân áo giáp bạc ra khỏi cửa, rồi xoay người quay lại viện. Nguyệt Hằng thấy Ngô Bình trở về, thở dài hỏi, anh rể đã đuổi chúng đi rồi à? Ngô Bình, đi rồi, nhưng chắc còn quay lại. Nguyệt Hằng cười khổ, đám đó không có lý lẽ, chúng chỉ muốn chúng ta làm con dê thế mạng cho bọn chúng. Ngô Bình phát hiện có gì đó sai sai. Nên nói với Nguyệt Thanh Ảnh, Nguyệt Thị là thế lực mạnh nhất ở Thần Châu, sao bọn chúng còn dám bắt lính thế? Nguyệt Thanh Ảnh cười khỏi, các thế lực khác đều tham gia thiên đình, có vài kẻ còn nhận được phong thưởng. Nhưng Nguyệt gia không tham gia, nên đó cũng là nguyên nhân bọn chúng nhắm vào Nguyệt gia. Ngô Bình hỏi, thế nào là gia nhập bọn chúng? Nguyệt Thanh Ảnh, giao ra tất cả tài nguyên, địa bàn, con người cũng phải nghe và làm theo lệnh chúng sắp xếp. Đương nhiên em không chấp nhận được. Nên từ chối gia nhập. Ngô Bình nói, anh thấy, bọn chúng đang tính ép Nguyệt gia tham gia đây mà.
Nguyệt Thanh Ảnh thở dài nói, đúng thế. Ngô Bình, em đừng lo lắng, có anh đây rồi. Anh bảo Nguyệt Hằng về trước, rồi cử người chuẩn bị ít đồ ăn uống rượu ngắm hoa với Nguyệt Thanh Ảnh. Sau khi viên hoa đô mở ra, phong cảnh rất xinh đẹp, thu hút rất nhiều ong bướm đến tìm mật. Họ chưa uống được giọt rượu nào, lại có tiếng lạnh lùng từ ngoài viện truyền đến. Anh bạn trong đó có thể xuất hiện được không? Ngô Bình cười nói với Nguyệt Thanh Anh, người của bọn chúng đến rồi đấy Thanh Ảnh, để xem như lần này ta sẽ dạy bọn chúng thế nào. Anh đi vào cửa sân, chỉ thấy vài chục người, trừ tướng quân áo giáp bạc còn có ba tên cao thủ hỗn độn cảnh. Trong đó có một người đứng vị trí cao nhất mặc áo giáp màu vàng, khí tức trên cơ thể hắn ta tính ra cũng là cường giả hỗn độn tam cảnh. Tướng quân áo giáp vàng lạnh lùng hỏi, người dám công khai chống đối với thiên đình, muốn chết ra sao đây? Ngô Bình đưa ra lệnh bài tướng quân nhị phẩm rồi bình tĩnh nói, nếu ngươi không mù thì chắc nhận ra cái này là gì nhỉ? Tướng quân áo giáp vàng chỉ là võ quan quản lý một địa bàn nhỏ bắt lính, địa vị tướng quân thất phẩm kém hơn 5 cấp với tướng quân nhị phẩm như Ngô Bình. Gương mặt của hắn ta lập tức thay đổi, vội vàng quỳ xuống run giọng nói, xin thượng phong thứ tội. Hạ quan không biết thân phận của ngài. Người đứng sau lưng hắn ta cũng quỳ xuống đất với gương mặt đen thui, đồng thời đáy lòng cũng thấy rất lạ, sao tướng quân nhị phẩm lại chạy đến nơi nhỏ bé như thế này? Họ không phải đang chi huy đại chiến dịch hết rồi sao? Ngô Bình lạnh lùng nói, từ nay tiếp tục bắt lính, nhưng tránh Nguyệt thị ra. Rõ, võ quan kia lập tức nói, hạ quan lập tức ra lệnh. Ngô Bình xua tay, lùi đi. Đám người kia đi rồi, Nguyệt Thanh Ảnh mới bật cười, anh nói mình là tướng quân nhị phẩm từ trước đi, để em không cần lo lắng. Ngô Bình cười nói, anh chỉ nói đại một chức vị này, chứ chưa phải chức thật. Anh vừa nói xong, lệnh bài đang cầm đột ngột sáng lên rồi một bóng người xuất hiện, người này cung kính hành lễ với Ngô Bình nói, tướng quân tứ phẩm Chu Phất Hải, bái kiến thượng quan. Ngô Bình khó hiểu hỏi, ngươi liên lạc với bổn tướng có chuyện. Chu Phất Hải nói, thưa thượng quan, thất lộ đại quân của ta tên Xích Giáp quân gặp đại quân dị tộc đột ngột tấn công, tổn thất rất nghiêm trọng. Hiện tại 45 vạn đại quân thiên đình của ta đang bị vây ở Ngũ Giang Cốc. Hạ quan vừa cảm nhận được tướng quân nhị phẩm ở gần nên gọi đại, xin thượng quan thứ tội. Anh vừa nghe đại quân nhân tộc bị dị tộc bao vây, lập tức hỏi, dị tộc có bao nhiêu quân, cao thủ cấp hỗn độn có bao nhiêu? Chu Phất Hải nói, đại quân dị tộc có 2 phần. Kể cả 30 vạn đại quân của đại lực tộc và 40 vạn đại quân của nhân thạch tộc. Thì tổng cộng có hơn 10 cao thủ cấp hỗn độn. Ngô Bình gật gù, ta đã biết, sẽ đến ngay. Đa tạ thượng quan, đối phương xúc động vô cùng, nên biết rằng bình thường tướng quân nhị phẩm đều là nguyên soái của một đại quân, nhân vật lớn như thế chắc chắn có cách giúp đỡ họ. Ngô Bình cất lệnh bài, nói với Nguyệt Thanh Ảnh, mặc dù anh không ưa thiên đình, nhưng dù sao nhân tộc đang bị vây. Nên anh phải cứu họ Thanh Ảnh à. Nguyệt Thanh Ảnh cũng tán đồng cách làm của Ngô Bình nên gật đầu cái dụng nói, anh làm rất đúng, em đợi tin tức tốt từ anh đấy Ngô Bình. Ngô Bình gật gù, sau đó lập tức biến mất. Ngũ Giang Cốc cách nơi họ sống không xa, Ngô Bình đã đến nơi chưa đầy 3 canh giờ. Đập vào mắt anh là đại quân nhân tộc đang khốn đốn giữ trong một sơn cốc dài mấy trăm dặm, trên sơn cốc có một đại trận màu tím làm người bên trong không thể ra ngoài. Hai bên sơn cốc có rất nhiều dị tộc, một bên là nhân thạch tộc to lớn. Những nhân thạch tộc này giống con người, nhưng cơ thể cao hơn 6 mét, là da màu đá, mắt màu cam. Đám nhân thạch tộc này cầm một gậy răng sói dài hơn 15 thước, nặng ngàn cân, lực sát thương rất khủng khiếp. Một bên khác, có cơ thể dài, chân ngắn, nhưng cơ thể cũng cao hơn 3 thước chính là đại lực tộc. Chiến sĩ đại lực tộc đều cần một cây búa cán dài 10 mét, đập một cái cũng tạo ra uy hiếp đáng sợ. Ngô Bình nhìn thoáng qua, rồi đánh một chưởng, một bóng bàn tay chưởng rơi xuống vang lên âm thanh, ầm ầm, lớp bảo vệ của đại trận màu tím lập tức vỡ nát, đại quân nhân tộc bên trong lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Một vị tướng quân mặc hoàng bào bay lên không trung, quỳ bái Ngô Bình, mà tướng Chu Phất Hải, tham kiến thượng quan. Ngô Bình, ừ một tiếng, đi xuống trước đi. Chu Phất Hải nhìn thoáng qua dị tộc ở hai bên, nói, thượng quan, tốt nhất là nên mau chóng rời khỏi nơi này. Ngô Bình thờ ơ nói, không cần lo lắng, mấy kẻ dị tộc này không vây được chúng ta. Chu Phất Hải đành phải đưa Ngô Bình đi vào bên trong hẻm núi. Không ngoài dự đoán của hắn, trấn sát đại trận ở đỉnh cốc lại xuất hiện một lần nữa, lại nhốt bọn họ ở dưới.
Ngô Bình không để tâm, ánh mắt của anh đảo qua mấy chục vạn đại quân, sau đó hỏi Chu Phất Hải, những binh lính đó có bao nhiêu người là từ thần anh cảnh trở lên? Tu sĩ đạo cảnh lại có bao nhiêu? Chu Phất Hải nắm rõ binh của mình như lòng bàn tay, hắn lập tức nói, binh lính từ thần anh cảnh trở lên đại khái có khoảng 27 vạn, tu sĩ từ đạo cảnh trở lên có khoảng 5.000 người. Ngô Bình, gọi 5.000 tu sĩ đạo cảnh kia ra. Chu Phất Hải đáp vâng, sau đó hắn ra lệnh, 5.000 tu sĩ đạo cảnh lần lượt tiến lên phía trước. Ngô Bình lớn tiếng nói, bây giờ, ta ban cho ngươi kiếm lục, cùng với sức mạnh cấm kỵ, chuyển hóa thành cấm kỵ chi binh. Vừa dứt lời, anh vung tay áo lên, trong không trung xuất hiện hư ảnh của 5.000 kiếm lục, lần lượt lao về phía mọi người, xuyên vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong tay anh có 5.000 sợi tơ bay ra, rót sức mạnh cấm kỵ vào trong cơ thể những người này. Thân là cấm kỵ tối cao, lại tu luyện đến hóa thân cảnh, đối với anh mà nói, việc chế tạo một đám cấm kỵ chi binh là chuyện vô cùng dễ dàng. Trong phút chốc, 5.000 tu sĩ đạo cảnh này, phóng ra sát ý mãnh liệt, thực lực của mỗi người đều tăng lên gấp 10 lần, thể chất cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay sau đó, Ngô Bình đã truyền thụ nhất tỏa kiếm trận cho những cấm kỵ chi binh này. Kiếm trận này, có nguồn gốc từ vương tỏa kiếm đạo, tên Liệt Thiên Kiếm Trận. Dưới sự trợ giúp của sức mạnh cấm kỵ, trong nháy mắt, những người này đã làm chủ được kiếm trận. Ngô Bình vừa ra lệnh một tiếng, 5.000 kiếm quang tập hợp ở một chỗ, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ sáng tận cửu thiên, chém về phía đại trận ở trên đỉnh cốc. Răng rắc. Chỉ một kiếm, đại trận đã bị chém tan, dị tộc ở hai bên đều kinh hãi. Chu Phất Hải vui mừng khôn xiết, nói, thượng quan, có kiếm trận này, chúng ta không cần phải sợ hai đại dị tộc. Sau đó, Ngô Bình lại yêu cầu tu sĩ từ thần anh trở lên tập trung ở một chỗ, sau đó giơ tay, mấy chục vạn sợi tơ cấm kỵ bay ra, sau đó luyện tất cả bọn họ trở thành cấm kỵ chi binh, đồng thời cũng truyền thụ kiếm trận cho họ. Sau khi làm xong chuyện này, anh nói, được rồi, chuyện còn lại giao lại cho ngươi. Chu Phất Hải vô cùng vui mừng, lập tức dẫn quân đi đột kích đại lực tộc. Kiếm trận của Ngô Bình có lực sát thương kinh người, một thanh kiếm khổng lồ mở đường. Nơi nào nó đi qua, dị tộc không chết cũng bị thương, đại trận phòng ngự của đối phương cũng không chống đỡ nổi, qua vài lần lập tức tan tành. Ngô Bình đứng trong không trung nhìn náo nhiệt, mà Chu Phất Hải chỉ dùng nửa canh giờ đã đánh bại được đại lực tộc, trong đó có mười mấy vạn là bị chém giết, số còn lại bị bắt và đầu hàng. Ban đầu thạch nhân tộc còn muốn đi đến hỗ trợ, nhưng sau khi thấy được uy lực kinh khủng của kiếm trận, thì thủ lĩnh và tộc nhân đều chạy đi, đánh không được thì chạy, đây là lời răn của thạch nhân tộc. Sau khi trận chiến kết thúc, đội quân của Chu Phất Hải đại thắng, hắn nói lời cảm tạ với Ngô Bình với vẻ mặt vui mừng. Ngô Bình, đánh thắng thì tốt, nếu thật sự không đánh lại thì ta sẽ ra tay. Chu Phất Hải, thượng quan, công lao hôm nay đều là nhờ thượng quan, ta đã thượng chiết để thể hiện công lao của thượng quan. Ngô Bình cũng không khách khí, nói, có việc lại tìm ta. Sau khi nói xong, lại bay lên không trung đi mất. Trở lại biệt viện, vừa mới nói xong chuyện ngũ giang cốc với Nguyệt Thanh Ảnh xong, lệnh bài trên người của anh đột nhiên phát ra ánh sáng. Anh lấy lệnh bài ra, chỉ thấy ở bên trên, chỗ góc trái lại có thêm một dấu ấn màu lam hình kiếm. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn thoáng qua, cười nói, Huyền Bình, đây là quân công. Ngô Bình đưa tay chạm vào dấu ấn màu lam, phía dưới lập tức hiện ra một loạt số quân công là 36.700.000 điểm. Là quân công thiên đình. Không ngờ đến giúp một chút là có được quân công. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, nghe nói thiên đình dựa vào công trạng mà lãnh thưởng, quân công càng nhiều, thì chức quan trong tương lai càng lớn, sẽ càng được thưởng nhiều. Ngô Bình không có hứng thú lắm nên cất lệnh bài đi, nói, Thanh Ảnh, mấy ngày tới anh sẽ giúp em tăng tu vi lên một chút. Anh yêu cầu Nguyệt Thanh Ảnh ăn tụ hiền đan vào, giúp cho cô tấn chức lên hiền giả cảnh. Bản thân anh cũng không rảnh rỗi. Sau khi luyện mấy lò đan dược thì đánh sâu vào đạo môn cảnh. Đạo môn cảnh là để nâng cao thần môn lên thêm một bước, mở ra đại đạo chi môn. Cũng giống như thần môn, đạo môn cũng có thể câu thông với cao duy năng lượng, cũng có thể cất trữ năng lượng. Đạo môn cảnh là một ngưỡng của, đối với tu sĩ bình thường mà nói đây là một quan vô cùng khó khăn, xác suất thành công là rất thấp. Nói như vậy, cứ mỗi 600-700 tu sĩ hóa thân cảnh thì mới có thể có được một tu sĩ đạo môn cảnh. Khi tu luyện đạo môn cảnh, Ngô Bình mở thánh môn, sau đó ngồi ở trên ngạch cửa, tiếp tục hấp thu vô thượng đại đạo.
Một lượng lớn vô thượng đại đạo không ngừng hội tụ vào cơ thể của anh. Trước kia, anh chỉ hấp thụ được một chút, bây giờ lại hấp thu một lượng lớn. Vô thượng đại đạo tiến vào thần môn, bắt đầu khắc đạo lục, một cái, mười cái, trăm ngàn cái. Thời gian ba ngày đã trôi qua rất nhanh, ở phía trên thần môn của Ngô Bình, đã xuất hiện 10 vạn đạo lục, cùng với một lượng lớn khí tức vô thượng đại đạo. Cùng lúc đó, cấm kỵ chi môn cũng không ngừng phóng ra sức mạnh cấm kỵ, ở trên cửa khắc 10 vạn phù văn cấm kỵ. Đạo môn, ngưng. Thời cơ chín muồi, Ngô Bình gầm nhẹ một tiếng, thần môn lập tức chuyển hóa thành đạo môn. Lúc này, 9 đạo thiên lôi và hàng tỷ thần lôi rơi xuống, đánh vào phía trên đạo môn. Ngô Bình mượn cơ hội để nâng cao đạo môn thêm. Lại qua thêm nửa ngày, đạo môn cuối cùng được hình thành chính thức. Lúc này, chỉ thấy đạo môn cao 3.000 trượng, rộng 2.000 trượng, muôn hình vạn trạng. Ngô Bình ném thánh môn vào đạo môn, bởi vì câu thông hai giới, một lượng lớn vô thượng đại đạo liên tục chảy ra, sau đó bị đạo môn tồn trữ. Trong nháy mắt, đã trôi qua 5 ngày, Ngô Bình củng cố đạo môn. Lúc này, lệnh bài tướng quân trên người của anh lại sáng lên, có người liên lạc với anh. Anh ấn vào, một quang ảnh bắn ra, là một tướng quân áo tím, hắn chắp tay với Ngô Bình, tả tướng quân của thập lộ quân, Phùng Hưng Bảo, tham kiến Lý tướng quân. Hiển nhiên, cấp bậc của Phùng Hưng Bảo này không thấp, là tướng quân tam phẩm, hắn hỏi, Phùng tướng quân tìm ta có việc gì? Phùng Hưng Bảo, Lý tướng quân, hôm qua mà tướng có nghe Chu Phất Hải nhắc đến tướng quân, thủ đoạn cao siêu. Bây giờ ta và 300 vạn đại quân dưới trướng đang đại chiến cùng, nhện tộc, bên ta đang ở thế bất lợi, tử thương 30 vạn. Hy vọng Lý tướng quân có thời gian, có thể đến trong quân trợ giúp. Nếu có thể đánh bại nhện tộc, mà tướng nguyện giao 6 phần công đức cho Lý tướng quân. Ngô Bình suy nghĩ, nói, được, ta sẽ lập tức sang đó. Sau khi nói một tiếng với Nguyệt Thanh Ảnh, anh lập tức chạy đến vị trí của đại quân Phùng Hưng Bảo, là một vùng thảo nguyên vô cùng rộng lớn. Có một lượng lớn hang động ngầm phân bố rải rác trên thảo nguyên, ở bên trong hang động ngầm là chỗ của nhện tộc cư trú. Các hang động ngầm của nhện tộc trải rộng 4 hướng, tổ chức nghiêm mật, có sức chiến đấu rất mạnh. Lúc Ngô Bình đáp xuống quân doanh, Phùng Hưng Bảo tiến lên nghênh đón, nói, cung nghênh Lý tướng quân. Phùng tướng quân, tình hình chiến đấu thế nào rồi? Phùng Hưng Bảo, Lý tướng quân, tơ nhện vô cùng khó phá, hiện tại mà tướng không dám xuất binh dễ dàng. Hai ngày nay vẫn luôn phòng thủ. Ngô Bình, tơ nhện sao? Trong tay người có tù binh nhện tộc không? Dẫn tới. Phùng Hưng Bảo hạ lệnh, không lâu sau, một nhện tộc bị áp giải đến. Tên nhện tộc này, có một cái bụng dài như bụng nhện, nhưng cơ thể lại giống người, chỉ là có 3 cánh tay hai bên, có 6 con mắt, hơn nữa sau đầu cũng có 3 con mắt, nhìn qua vô cùng quái dị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 227.